chương 431, nhưng mềm nhưng cứng rắn. Chiến đấu kết thúc, trên thực tế La Hòa Sai U riêng phần mình đều không có sử xuất toàn lực, nhưng chiến đấu có đôi khi chính là như vậy, không cần đem hết toàn lực, không cần dùng hết ác chủ bài, cũng có thể quyết ra thắng bại. La ngồi xổm ở Sai U bên cạnh thân, chăm chú nắm trái tim, đến vặn vẹo biến hình, từ đầu đến cuối không có lỏng lực dấu hiệu. Bừa bộn rạp hát trong chính sảnh là Sai U không ngừng vang vọng tiếng kêu thảm thiết. Trái tim vốn nên là yếu ớt chi vật hơi dùng sức liền có thể đem nó bóp nát nhưng chúng thượng đế chi thủ trái tim lại không nằm trong hàng ngũ này bởi vậy trái tim sức thừa nhận gần như vô hạn cho nên hình thành cảm giác đau đớn gần như không liệt bậc thang có thể dần dần đưa lên tăng còn nữa bị thượng đế chi thủ tách ra ngoài trái tim tại cảm giác đau truyền lại bên trên là thường quy gấp mấy lần cũng liền nói một khi bị la vào tay trái tim chỉ sợ liền đau đến không muốn sống sống không bằng chết chờ từ ngữ đều không thể dùng để hình dung loại kia thể nghiệm hiện tại Sai U chỉ trải qua một phút đồng hồ cảm giác đau đớn địa ngục, đã là khàn cả giọng, toàn thân bị mồ hôi thấm phải ướt sũng. Ngươi có hai lựa chọn. La Tùng mở lực đạo, lệnh Sai U có thể thở dốc. Thứ nhất, tiếp nhận loại đau nhất này, cho đến chết đi. Thứ hai, ta hỏi cái gì, ngươi nói cái gì, không muốn ý đồ nói dối, trái tim của ngươi ngay tại trong tay của ta, đây chính là thuần thiên nhiên máy phát hiện nói dối. Khi ngươi trả lời xong tất cả vấn đề, ta sẽ để cho ngươi thống thống khoái khoái chết đi, chọn đi. La liếc qua Sai U không ngừng chảy máu phần bụng, không có vì Sai U làm cầm máu biện pháp, bởi vì thương thế này, lấy Sai U cường độ thân thể, kiên trì cái một giờ không là vấn đề. Vô luận tiếp xuống Sai U lựa chọn loại nào, La Đô sẽ không lưu hắn lại mệnh. Sai U bị trẻ thành nhân côn, nằm nghiêng trên mặt đất, lồng ngực có chút chập trùng, sắc mặt như tro tàn, tuyệt vọng thấp giọng nói ra, ta. Chọn loại thứ hai. La nhẹ gật đầu, đối Sai U lựa chọn không ngạc nhiên chút nào, dù sao hắn cái này hình sự trinh sát thủ đoạn, tuyệt đối là trên thế giới kinh khủng nhất, cho dù là dùng hình người phê tan cũng phải bái phục chịu thua. Vấn đề thứ nhất, ai phái ngươi tới? Về sau, La Lục tục ném ra ngoài mấy cái vấn đề, Sai U đều đàng hoàng từng cái trả lời, toàn bộ quá trình đến kết thúc, chỉ dùng 10 phút đồng hồ thời gian. Bion, Paris Tân, trước kia hướng lục địa tối là mục tiêu đội ngũ. Giết ta. Trả lời xong tất cả vấn đề, Sai U không có chút nào tức giận nói. La không nói gì, đứng dậy gọi ra sách vở, trắng đen xen kẻ bìa sách phía trên, trừ di xuất thập tự giá đồ án, cùng bốn cái tiếng trung chữ, còn có một loạt số lượng, 6258. Một tay mở ra sách vở, tự động lật đến Sai U kia một tờ, đem trái tim ép thành đồ án, sau đó gọn gàng mà linh hoạt vạch rơi. Sai U thân thể chấn động, ánh mắt lặng yên ảm đạm xuống, tứ chi chỗ bắn tung tóe ra rất nhiều máu tươi. Liền tại lúc này, một sợi hắc khí từ Sai U trong thi thể xông ra, không có công hướng gần tại một bên la, ngược lại hướng về rơi xuống tại cách đó không xa kim cô bỗng bay đi. La không cảm thấy kinh ngạc nhìn xem kia sợi hắc khí tự do hành động, hắn tại cái này 6 năm bên trong lữ hành trên đường, vì tá túc, từng trợ giúp qua rất nhiều người trừ qua người chết còn sót lại oán niệm, cũng minh bạch người chết muốn lưu lại oán niệm, cũng là cần cơ duyên nhất định. Sai U thành công lưu lại oán niệm, cũng lưu lại cổ kia hiện hóa ra đến kim cô bổng. Hắc khí đi vào tay gãy rơi xuống đất chỗ, bỗng nhiên huyển hóa thành một con toàn thân đen nhánh niệm hầu, cầm lấy rơi xuống đất kim cô bổng. Niệm hầu hình thể như cây gãy trúc, tứ chi dài nhỏ, chạm đến kim cô bổng lúc, đem nó nhuộm thành màu đen, tản mắt ra nhiếp nhân tâm phách băng lãnh khí tức. Ngửa đầu, gầm thét, lại là im ắng. Màu đen niệm hầu nắm lấy kim cô bổng, như xét đánh hướng về la lớn người mà đến, dơ lên biến lớn rất nhiều kim cô bổng, đối la vào đầu chụp được. Bạch. La tỉnh táo một cái lùi lại phía sau, tránh đi cái này đánh nứt ra mặt đất một gậy về sau, dưới chân đạp một cái, lăn không bay về phía niệm hầu, xuề bàn tay ra bao trùng tại niệm hầu gương mặt phía trên, dùng sức hướng mặt đất ép đi niệm hầu thân thể té ngửa về phía sau mà đi, bị la nhất tay hung hăng áp đảo trên mặt đất, phát ra tiếng vang điếc tai. Bạch Yên tự thể, khởi động. La mặt không biểu tình ở trong lòng nói nhỏ một câu. Bàn tay giống như là mở ra một cái động không đáy, đem niệm hầu trong chớp mắt hấp thu hầu như không còn. Bang. Niệm hầu biến mất không thấy gì nữa, kim cô bỗng lại lưu lại, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang. Hấp thu cái này một cổ oán niệm về sau, lục đại hệ giá trị trung bình trực tiếp trướng không. 5 khiến cho trị số vừa vặn đột phá 75%, cách 80% còn có 5% trên lệch. Nhìn xem mặc dù ít, nhưng lại không phải dễ dàng như vậy có thể trướng lên. Thu hoạch rất tốt. La tự nói một câu về sau, nhìn về phía rơi trên mặt đất kim cô bổng, cung trên thân có màu đen đường vân đang lưu động, hai đầu là một cái vòng tròn đầu. Cuối người cầm lấy nhiễm lên màu đen đường vân kim cô bổng, Bạch Yên tự thể lập tức cho ra ngắn gọn tin tức. Từ niệm chỗ cụ hiện hóa ra vũ khí, tên là Như Ý Kim Cô Bổng, căn cứ rót vào niệm lực số lượng cùng cường độ, nhưng dài chừng ngắn, nhưng mảnh nhưng thô, nhưng mềm nhưng cứng rắn. Giữ lại, vẫn là hấp thu hết đâu. Nhìn xem trong tay kim cô bổng, la nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lưu lại cái này kim cô bổng, dù sao cũng là hệ cụ hiện hóa vật phẩm, đúng là trân quý đồ vật. Chật chật, mua một tặng một A. Báo đen hình thái hắc miêu đem kilua sắp đặt tốt, đi tới treo chọc một câu. La đem kim cô bổng quăng tới, tùy ý nói, tất kỹ. Hắc miêu mở ra miệng lớn, đem kim cô bỗng nuốt xuống dưới la đi vài bước từ sai u trên thân lục soát một đài điện thoại về sau đối hắc miêu nói ra thi thể giao cho ngươi ném cái này không được sao hắc miêu trừng mắt bớt nói nhảm nhanh lên ăn la nói mở ra niệm vòng đem chảy xuôi mà ra máu tươi cùng chặt đứt tứ chi thu thập lại cùng sai u thân thể bỏ vào cùng một chỗ không ăn có thể chứ hắc miêu căm ghét nhìn thoáng qua sai u thi thể ta không có công phu cùng ngươi mài La bước nhanh đi hướng hôn mê Kilua, âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi kia tiếng nổ tuyệt đối sẽ dẫn tới cảnh sát, không thể ở lâu. Vừa mới nói xong, ông lấy Kilua, hướng về sân khấu phía sau phương hướng đi đến. Hắc Miêu cắn răng, nghĩ thầm hôm nay kiếm 100 trang, ăn thì ăn. Nghĩ đến cái này, hắn như là uống thuốc đông y tiểu hài tử, cao mày đem rốt ý đóng gói cốt sai u thi thể một hơi nuốt vào trong bụng, lập tức đuổi kịp la. Mấy phút đồng hồ sau, từng chiếc xe cảnh sát đi vào Shakespeare đại kịch viện, một lão gác cổng đứng tại cửa chính, trên mặt sợ hãi không chừng chung quanh còn có rất nhiều quần chúng vây xem đều là nghe được kia một tiếng tiếng nổ từng cái cảnh sát võ trang đầy đủ xuống xe lặng yên rót vào trong rạp hát mấy phút sau cảnh đội nhìn xem bừa bộn một mảnh người xem khu vực cùng trải qua bạo tạc sân khấu đều là một mặt không hiểu nửa giờ sau la mang theo kilua trở lại khách sạn phòng cho shiva gửi đi một đầu tin tức kilua vẫn như cũ ở vào trong hôn mê la đem hắn bỏ vào trên giường khi tứ chi xoay thành một cái thảm thiết độ công có thể thấy được sai u xuống tay vô cùng ác độc. Muốn đem xương cốt uống nắng tiếp hảo. La dơ ngón tay lên, niệm lực hội tụ, hướng Kilua gia thịt một cắt, thượng đế chi thủ năng lực khởi động. Không có cụ hiện hóa ra đến sách vở bên trong, nhiều Kilua danh tự. Chương 432, trò chuyện. Mềm mại trên giường, sắp đặt lấy đại tá rất nhiều khối thi thể. Vì đem Kilua gãy xương tiếp hảo, La đem Kilua thân thể cắt thành rất nhiều khối, sau đó đem công địa phương chậm rãi tách ra thẳng, hắc hắc hắc. Khụ khụ, với một phen công phu, cuối cùng là đem Kilua gãy xương tiếp hảo, đang nhanh chóng chữa trị điều kiện tiên quyết, Hoàng Mỹ phải không có khả năng lưu lại bất luận cái gì di chứng, chính là mặt kia bên trên sưng bao, hắn cũng là đem nó tách ra. Đại công cáo thành. Nhìn xem tứ chi khôi phục bình thường Kilua, La Yên lặng cầm lấy điện thoại di động, mở ra máy ảnh, đối không mặc quần áo Kilua chụp mấy bức ảnh chụp. Đây chính là có thể lấy ra áp chế Kilua đồ tốt. La cười mờ ám. Vì Kilua đóng chăn mình, La đến ghế sofa nơi đó ngồi xuống mà Hắc Miêu đã đem trong tủ lạnh hàng tồn toàn bộ giải quyết. La cũng không thèm để ý, lấy ra sai u điện thoại, mở ra tên sổ ghi chép lật lên, dãy số ít đến thương cảm, chỉ có 5 cái, trong đó một cái là Paris Tân, mặt khác bốn cái, thông qua tin nhắn ghi chép, có thể thấy được là sai u chỗ nhận biết thợ săn bằng hữu. Thợ săn là cao nguy nghề nghiệp, thành lập được liên hệ quan hệ đám thợ săn, sẽ duy trì định kỳ liên lạc thói quen, dùng cái này tùy thời hiểu rõ đối phương hiện huống có mạnh khỏe hay không. Nói cách khác, một tuần lễ, hoặc là nửa tháng, Patrick Tân liền sẽ biết Sai U đã chết sự thật. La ngón tay nhấn, lựa chọn một hạng dừng ở Paris Tân danh tự phía trên. Vừa rồi tại trong rạp hát hỏi Sai U rất nhiều vấn đề, cũng từ đó biết được Sai U nhằm vào hắn ý đồ đến. Mời chào, hoặc là giết chết. Sai U lựa chọn cái sau, cho nên hắn chết tại La trong tay. Nhưng là, một chuyến này động, là Sai U tự tiện quyết định, cùng Paris Tân phía sau đội ngũ không quan hệ, chẳng qua Sai U sẽ có cử động như vậy, cùng Paris Tân vẫn là có một chút quan hệ. Lấy lục địa tối làm mục tiêu đội ngũ à." La Ngưng lông mày từ nghĩ, chắc hẳn Kim nếu là biết được tin tức này, khẳng định sẽ thật cao hứng, dù sao đột nhiên toát ra nhiều như vậy lấy lục địa tối làm mục tiêu đồng hành. Chỉ là, tổ kiến đội ngũ người kia, tên là Bion, thế mà là Netero nhi tử. Nghĩ tới đây, La ngay lập tức không có hướng Netero hỏi thăm cái này sự tình, mà là cho tóc vàng đưa một đầu tin nhắn. "Ngươi biết không? Netero có con trai." Sau một lát, điện thoại chấn một cái, Kim rất nhanh liền về một đầu tin nhắn như vậy lão còn ngày thường ra tới nhìn xem kim hồi phục la bỗng nhiên cảm thấy rất nhìn quen mắt cảm giác câu nói này giống như là ở đâu nghe qua chẳng qua kia không trọng yếu vấn đề là kim chất vấn phương hướng sai rất không hợp thói thường không có nghiên cứu qua ngươi ý kiến gì netero có nghi tử chuyện này la trả lời ta lại tương đối hiếu kỳ netero nghi tử mấy tuổi lại là với ai sinh kim hồi phục la kháng lấy tin nhắn cảm thấy cùng kim thảo luận vấn đề này thật sự là một sai lầm ngón tay nhấn nhanh chóng biên tập ra tin nhắn gửi đi ra ngoài. Ta cũng rất tò mò gon ma ma là ai. Đầu này tin nhắn phát ra ngoài về sau, như đá nhập đại hải, im hơi lặng tiếng. Kim tượng là trúng lớn trầm mặt thuật, về sau cũng không có hồi phục. Còn muốn nói với hắn nói đi ôm chi đội ngũ kia sự tình, được rồi, lần sau sẽ bàn đi. La tự nói một câu, cầm lấy sai u điện thoại, trực tiếp bấm Paris tân giải số. Cả kiện sự tình bên trong. Có một vấn đề phi thường khó giải quyết, đó chính là Paris Tân vấn đề thân phận. Hiện nay, 12 địa chi chừa lại một vị trí, Patrick Tân đảm nhiệm phó hội trưởng, tay cầm chức vị quan trọng, nhưng hắn lại là bio người. Chủ yếu vấn đề ở chỗ, Netero phải chăng biết được việc này, hay hắn lại muốn không muốn cùng Netero nói một chút. Manh âm vang ba tiếng, sau đó được kết nối. Điện thoại phía kia, tĩnh lặng im ắng. La hơi nhíu mày, đến hào hứng, cũng không nói chuyện. 5 giây, 10 giây, 15 giây, 30 giây, Patrick Tân nói chuyện. Xem ra sai u chết được rất thảm a. À. Còn tốt. La chân thành nói, cực kỳ tàn ác đãi ngộ, ta chỉ làm cho hắn trải nghiệm một phút đồng hồ mà thôi, chắc hẳn hắn chết đi thời điểm, khẳng định rất may mắn đi. Ngươi thật thiện lương. Thợ săn hiệp hội, phó hội trưởng văn phòng. Paris Tân một tay gối lên cái cầm, một tay cầm máy riêng ống nói. Sai u chỗ chứa đựng dãy số, là một tòa số điện thoại, mà Paris Tân trên bàn công tác tổng cộng có hai đài máy riêng, một đen một trắng, đối nội đối ngoại. Như vậy, hắn tiết lộ bao nhiêu tin tức. Paris Tân trên mặt hiện ra tỉnh mịch nụ cười, hắn từ cực kỳ tàn ác đãi ngộ câu nói này liên tưởng đến hình sự trinh sát đương nhiên hắn rất tín nhiệm sai u cốt ký nhưng tín nhiệm loại vật này cũng không thể một đầu cắm đến cùng hẳn là nhiều đến có thể để ngươi cùng bi ôn đều ngồi không yên trình độ đi la nói Bà Tân lập tức cảm thán nói toàn nói a à, la tiên sinh thủ đoạn khiến người ngơ ngác a à. cũng vậy ngươi kia thiện ý nhắc nhở mới là sai u chết đi nguyên nhân căn bản la có ý riêng Bà Tân khóe miệng hơi câu Khiêm tốn nói, mạo muội hỏi một chút, người cuối cùng là lấy phương thức gì giết chết Sai U? Vấn đề này, là nếu là trả lời, liền cho thấy giết chết Sai U người là mình, cùng Patrick Tân không hề quan hệ. Trước chém đứt tứ chi, sau đó bóp nát trái tim. La lại là dứt khoát trả lời. Hoa! Wow. Thật là khủng bố kiểu chết, Sai U thật đáng thương. Patrick Tân yếu ớt nói. Xác thực thật đáng thương, hắn chết được rất không có giá trị, nếu là không tới nơi này, hắn cốt xấu có thế tại 12 địa chi bên trong lại cái nhiều năm, sau đó lấy gián điệp thân phận muốn tốt cho các ngươi tốt ra một phần lực, đúng, thân vị trí, ta có lẽ phải ngồi xuống. La thản nhiên nói. Kỳ quá tuyệt, 12 địa chi có sự gia nhập của ngươi, có thể nói như hổ thêm cánh. Patrick Tân cất cao giọng, biểu đạt tràn đầy vui sướng. Ngươi thật đúng là bình tĩnh. La thang nhẹ một tiếng. Paris Tân trầm mặt chỉ chốc lát, lập tức ám dụ nói, ta cho rằng, ngươi so sai u thích hợp hơn ngồi vị trí này, không, ngươi các phương diện năng lực viễn siêu sai u. Ngươi đây là tại mời chào ta. La hỏi. Không không không, đây là mời. Patrick Tân dùng một loại nhẹ nhàng làm cho người khác nghe rất thoải mái ngữ điệu, nói ra, muốn đi lục địa tối cần bốn điều kiện, ngươi cũng là biết đến a. À. La trầm mặt không nói, cái này hắn đương nhiên biết, cũng chính là cái này bốn cái tiếng về lục địa tối nhất định có được điều kiện, lệnh kim nhiều năm cố gắng, vẫn như cũ không cách nào lấy được tư cách. Cho phép, tư cách, thủ đoạn, khế ước, bốn người thiếu một thứ cũng không được. Patrick Tân yếu ớt nói, trong đó lấy độ hàng cho phép trọng yếu nhất. Dù là ngươi có tư cách, thủ đoạn, khế ước như không có cho phép, là không cách nào tiến về lục địa tối. Nhưng mà, về năm độ hàng cho phép sẵn, là sẽ không cho ngươi vé vào cửa. Cá nhân ta không phải rất thích dùng tuyệt đối từ ngữ này, nhưng nơi này, ta sẽ một lần tính dùng tới hai lần. Ta biết ngươi cũng muốn đi lục địa tối, nhưng ngươi tuyệt đối lấy không được độ hàng sảnh cho phép, tuyệt đối chỉ có Biôn khả năng mang bọn ta đi hướng lục địa tối. Nghe được Patrick Tân một cổ khí lời nói, La Xoa Cầm vẫn không có nói chuyện. Lúc này Kiloa đột nhiên tỉnh lại, ngẩng nửa người trên, phản ứng đầu tiên chính là kiểm tra thương thế trên người, sau đó kinh ngạc phát hiện mình bị đánh gãy tứ chi đã bị tiếp hảo, mà lại là không tổn thương chút nào hiện huống. Kinh ngạc đồng thời, Kiloa nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon la, lập tức thở dài một hơi. Được cứu. Trong đầu của hắn, tung ra một câu nói kia. La, ta đói. Lập tức, hắn đối la nói. La tay đặt ở điện thoại di động thu âm vị trí, đối Kiloa so cái cái ra giấu im lặng. Kilua thấy thế, nhu thuận gật đầu. La che điện thoại di động thu âm vị trí ngón tay dời một cái, sau đó nói ra, chờ ta xào vài món thức ăn trước, một hồi lại gọi cho ngươi. Nói xong, chính là dứt khoát cúp điện thoại. Phó hội trưởng văn phòng. Paris Tân nghe trong loa truyền đến mù âm thanh, trên mặt chậm rãi hiện ra một cái thú vị nụ cười. Không bằng xào vài món thức ăn có trọng yếu không? Chương 433, không cần. Bởi vì muốn xào vài món thức ăn, cho nên đang nói tới trọng yếu chủ đề thời điểm đem điện thoại cúp máy. Cái này trong nguyên tắc tâm tư thâm trầm, liền kim đều cảm thấy rất khó giải quyết nam nhân, lại là không khí không buồn đem microphone chậm rãi buông xuống, trên mặt là vạn năm không đổi mỉm cười. Hắn suy nghĩ một hồi, lấy ra trên người điện thoại, bấm biôn dãy số. Sau một lúc lâu, kết nối điện thoại người, lại không phải biôn, mà là một đạo giọng nữ. Patrick Tân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hỏi, hắn thuận tiện nghe sao? Thuận tiện dịu dàng bình thản giọng nữ nói như vậy nói. Mấy tức về sau, bi ôn thô kệch thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới, chuyện gì? Patrick Tân dừng một chút, đem sai u cùng la sự tình nói ra, bao quát la cùng Netero báo cáo sau có thể tạo thành ảnh hưởng, cũng cùng nhau nói. bi yên lặng nghe xong, lập tức lấy một loại không thèm để ý chút nào ngữ khí nói ra, ngươi xem đó mà làm, còn có chuyện khác. Không có. Patrick Tân bình tĩnh nói. Vậy ta treo. Bion nói xong, chính là cúp điện thoại. Tân nhìn xem truyền ra manh âm điện thoại, thang nhẹ một tiếng. Hắn biết Bion có ý tứ là để hắn tự chủ giải quyết, mà kia thái độ thờ ơ, cũng là Bion đặc biệt phong cách, lại hoặc là nói, đây là Bion nhằm vào vật gì đó chỗ có được tuyệt cường lòng tự tin. Netero tại Bion trên thân hạ một đạo chế ước, không đúng, chân chính chế ước, là Bion cùng Netero chỗ đạt thành chung nhận thức, đây mới thực sự là ngăn cản Bion tiến đến lục địa tối nguyên nhân căn bản. Cái kia đạo chế ước nội dung là, Netero bỏ mình, Bion mới có thể đi lục địa tối nói cách khác, chỉ có Netero chết rồi, Biom trên người chế ước mới có thể giải trừ, về sau khả năng tiến về lục địa tối. Dùng cái này làm liên tưởng, nếu là Paris Tân cùng Biom quan hệ để Netero biết. Bình thường mà nói, cơ bản sẽ cho rằng Paris Tân thẩm thấu tiếng 12 địa chi, là vì diệt trừ Netero, dùng cái này giải trừ Biom trên người chế ước, sau đó nhấc lên đại thế, thuận gió đi hướng lục địa tối. Thế nhưng là, Netero lại sẽ không nghĩ như vậy. Lý do là cái gì? Chỉ sợ, Netero trong lòng là chân thành kỳ vọng lấy con của hắn Bion lấy tử đấu phương thức tới khiêu chiến mình đi. Suy đoán là không có chút nào căn cứ, nhưng Paris Tân là lấy Bion thái độ tới ra một chút tin tức. So với những cái này, Paris Tân cảm thấy không vui nhất ý sự tình, không phải thân phận bại lộ, mà là về sau tạo thành ảnh hưởng, có thể sẽ để hắn mất đi cái này phó hội trưởng vị trí. Ta! À, còn chưa bắt đầu chơi đâu. Paris Tân yếu ớt tự nói một tiếng. Hắn tận tâm tận lực ngồi vào phó hội trưởng vị trí, một mặt là Bion mệnh lệnh, một mặt khác là vì cùng hội trưởng tiến hành một phen khác loại đánh cờ, cũng có thể nói là chơi đùa. Nếu là bởi vì la làm rối, mà mất đi chơi đùa cơ hội, vậy liền phiền phức. Mặc dù, ta cũng không cho rằng Netero sẽ triệt tiêu chức vị của ta. Paris Tân chậm rãi đứng dậy, hướng về cửa phòng làm việc đi đến. Tại la gửi điện trả lời trước đó, muốn trước ra một chút sai u hiện huống, tìm tới thi thể cũng được. Khách sạn phòng, bàn ăn bên trên bố trí lấy từng bàn chỉ còn lại mở đông bàn ăn. Kilua vuốt nâng lên bụng, mắt một mặt thỏa mãn. Sau khi ăn xong, hắn mới hậu tri hậu giác mà hỏi, cái kia hầu tử nam đâu? Chết rồi. La trả lời một câu, dừng một chút, lại bổ sung, thật có lỗi, hắn là hướng ta đến, muốn lợi dụng ngươi đến uy hiếp bờ ta. Ta còn tưởng rằng là gia tộc cừu nhân. Kilua giật mình, lập tức lộ ra con mèo thần sắc, nói ra, ta không tiếp thụ xin lỗi. Sau đó thì sao? La liếc Kilua liếc mắt. Kilua như tên trộm nói ra, ngươi phải thật cốt đền bù ta, lưu lại theo giúp ta nửa năm, không, ba tháng là được. Hết hy vọng đi. La lắc đầu, thu thập trên bàn bát đũa, tay chợt dừng lại, hắn phát giác được ngoài cửa phòng đến hai người. Shiva. Người tới khí tức không có địch ý, cũng không có tận lực ẩn tàng, nhưng dường như cũng không có ý định tiến đến. La đột nhiên thả ra tròn, quét đến bên ngoài hai người hình dáng bộ dáng, là Shiva cùng tờ xuân. Không có ý định đi vào sao? La lặng yên suy nghĩ, nhưng cũng không có nói toạc ra, dọn dẹp chén đũa đi phòng bếp một tháng kia được hay không? Kilua đuổi tới, vô cùng đáng thương nói. Không, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ban đêm hoặc là ngày mai liền đi. La lần nữa vô tình cự tuyệt. Làm sao dạng này? Kilua lăn lộn khóc lóc ong sòm, La không rảnh để ý. Tẩy xong bàn ăn cùng bác đổ về sau, La xoa xoa tay, nhìn về phía nơi cửa phòng, Shiva đã rời đi, nhưng tờ sung lưu lại. Cố ý đến tận mắt xác nhận, lại không muốn hiện thân. La Vi hơi lắc đầu, đi theo Kilua nói ra, ta ra ngoài làm ít chuyện, ngươi trong phòng nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong không để ý Kilua làm phản ứng gì, trực tiếp rời đi phòng. Hành lang không có nửa người, nhưng La biết tờ sung tại lân cận, đã đối phương không có ý định lộ diện, hắn cũng liền không thèm đếm sĩ đến, ngồi thang máy thẳng đến khách sạn tầng cao nhất. Mái nhà trống trải, không gặp nửa người. Gió thổi hơi lớn, ở bên tai hô hô rung động. La mở ra lĩnh vực, ngăn cách phong thanh, về sau lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số. Hắn chưa có trở về điện Paris Tân, mà là trực tiếp gọi cho Netero. Đối với Patrick Tân kia mê người đề nghị, La trên thực tế cũng không để ở trong lòng, hắn cũng không phải kim, không có bị Netero hố đến, như muốn đi lục địa tối, căn bản không cần thiết đi chính quy con đường. Nói cách khác, hắn muốn đi lục địa tối, phải giải quyết đồ vật cũng không phải là kia bốn cái điều kiện hà khắc, mà là có được một chiếc có thể vượt qua dài đến mấy tháng hành trình thuyền, cùng nguyện ý cùng đi đắc lực đồng bạn. Thuyền, vừa vặn có thể để ly xưởng đóng tàu giúp mình tạo một chiếc nàng bên kia, gần đây tự hồ là gặp vấn đề tiền bạc, đưa ra thời gian về sau, mau mau đến xem là tình huống như thế nào. Đồng bạn, ngược lại là nang đề chỗ, lục địa tối loại địa phương kia, không phải ai đều muốn đi. Điện thoại di động kêu mười mấy âm thanh, mới được kết nối. Khó được ngươi sẽ chủ động đánh tới, Lan ở ta nơi này, muốn hay không tới một chuyến. Kết nối về sau, trong điện thoại di động truyền đến Netero tiếng chế nhạo. Ngươi có nhi tử A. La cũng không dông dài, đi thẳng vào vấn đề. Không có. Netero thành khẩn trả lời. Vậy ta trước treo, gọi điện thoại cùng Lan hỏi một chút, hoặc là ngươi trực tiếp đưa điện thoại cho Lan. La chân thành nói. Netero trầm mặt chỉ chốc lát, hiếu kỳ nói, ngươi là thế nào biết đến? La trả lời, ta không chỉ có biết ngươi có nghi tử, còn biết con của ngươi là ai, cùng con của ngươi ngay tại sắp xếp sự tình, còn có Patrick tân là con của ngươi người chuyện này. Ồ. Netero phát ra ngoài ý muốn tiếng kinh dị. Khả năng không phải ngoài ý muốn La hiểu rõ ràng như vậy, mà là ngoài ý muốn Patrick Tân là bio người. Nghe kỹ, ta hiện tại liền đem nắm giữ tin tức toàn nói cho ngươi." La bình tĩnh nói. "Không cần, ngươi nói những cái này đầy đủ." Netero phát ra hô hố tiếng cười, cái kia mình cảm giác rất khó đối phó Patrick Tân, hóa ra là bio người, dạng này liền càng thú vị. "Ngươi nghiêm túc?" La kinh ngạc. Chương 434, vận danh. Netero căn bản không thèm để ý không phải hắn cũng sẽ không đem một mực tìm hắn để gây sự Paris Tân thu xếp đến phó hội trưởng vị trí, mặc dù hắn thật bất ngờ Paris Tân là Bion người. Chỉ là, có một việc là rất rõ lãng, đó chính là Bion không thông suốt qua bất luận cái gì hạ lưu thủ đoạn đến uy hiếp được Netero sinh mệnh. Lấy Bion tác phong, nếu là muốn trừ bỏ chế ước, sẽ quan minh chính đại đến đây lấy Netero mệnh, nhưng Bion có người tử tầng này thân phận tại, cho nên hắn sẽ không bởi vì bất kỳ lý do gì mà ra tay giết chết Netero. Tương phản, Netero ngược lại không có người cha tầng này tự giác, chờ mong Bion sẽ lấy đi sang lập trường đến sang giết hắn, chỉ là hắn hiểu được đây là không có khả năng sự tình. Dù sao cũng là phụ tử, lẫn nhau đều hiểu rõ đối phương, trong lòng biết rõ ràng tình trạng dưới, phản ứng của hai người cùng thái độ mới lạ thường nhất trí. Giả thiết Netero cùng Bion vị trí ở trên, như vậy thời khắc này La Hòa Paris Tân chính là dưới, hai người bọn họ cũng không biết được điểm này, không phải thái độ khẳng định sẽ có biến hóa. Thật lâu không có theo giúp ta bộ xương già này chơi một chút, không bằng tới chơi mấy ngày. Netero trực tiếp dời đi đề tài, cũng làm cho La kháng thanh thái độ. Đã Netero bản thân đều không thèm để ý, La cũng liền không tiếp tục dây dưa, trả lời, hiệp hội ta khẳng định là muốn đi, nhưng không phải hiện tại. Lan cũng tại, cơ hội khó được, ngươi thế nhưng là đối nàng chẳng quan tâm ba tháng. Netero ném đến một cái không mặn không nhạt tiểu uy bờ. La không ăn bộ này, tùy ý nói, vậy ngươi hỏi một chút Lan, nếu là nàng muốn ta đi qua, vậy ta lập tức liền đi. Netero nghe vậy, thật đúng là đến hỏi đạt được trả lời là, không cho can thiệp. Sau đó, điện thoại tại La một mảnh trong tiếng cười cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, La nghĩ đến trước đó làm ra quyết định muốn hay không thực hiện xuống dưới. Nhìn nhìn lại đi, ta đối 12 địa chi vị trí thực sự không có hứng thú, mà lại, lo lắng Netero tự hồ là dư thừa. La tự nói một câu, chính là lắc đầu, hướng về thang lầu đi đến. Hắn vừa rồi sở dĩ có gia nhập 12 địa chi suy nghĩ, một mặt là lo lắng Netero xử lý không tốt, một mặt khác là lo lắng thiết lập ở thợ săn trong hiệp hội công ty. Hả? Giống như quên đi cái gì? Được rồi, không nghĩ. Đêm đó, La cùng Kilua cáo biệt, rời đi khách sạn. Có tờ xuân ở đây, La cũng có thể an tâm rời đi, cưỡi taxi, tiến về sân bay. Thợ săn hiệp hội, phó hội trưởng văn phòng. Tí tách. Giá sách cái khác trên tường, treo một cái đồng hồ, kim đồng hồ sắp ép về phía 12 số lượng. Patrick Tân hai tay đem nắm chống đỡ ở dưới tầm chỗ, lẳng lặng nhìn xem đồng hồ trên tường, một phút nữa, kim đồng hồ sẽ chỉ hướng không điểm. Xào vài món thức ăn thời gian, cũng sẽ không dùng lâu như vậy. Patrick Tân biết La sẽ không lại đánh tới, mà hắn cũng sẽ không gọi cho La, bởi vì chỉ cần La không đến nổi điện tới, liền xem như cho thấy thái độ. Hơn nửa ngày thời gian xuống tới, hắn ra được sai u cùng La chiến đấu sân bãi, là tại Shakespeare rạp hát, lại hơn nửa ngày thời gian, đầy đủ Netero hội trưởng làm một điểm gì đó sự tình. Nhưng mà, không hề có động tĩnh gì đây là Patrick Tân thiết thực cảm thụ. Mỗi người đều sẽ có tự tư một mặt, thể hiện tại tại nhiều phương diện. Patrick Tân dám khẳng định Netero sẽ không triệt tiêu hắn nguyên nhân có hai cái, một cái là áp dụng độ khó, một cái khác là Netero người nhu cầu kia một mặt tự tư. Nửa tháng trôi qua, luôn cho là sẽ phát sinh chút gì, nhưng gió êm sóng lặng. Ngày đó, Lali mở tử điếm, cử phi thuyền chuẩn bị trở về khô khô lục sơn. Hôm sau, hắn đột nhiên nhớ tới quên mất sự tình, đó chính là muốn gọi điện thoại cho Patrick Tân, về sau, hắn cảm thấy không cần thiết đánh, liền hủy đi sai u điện thoại, xem như không có phát sinh sự tình đồng dạng. Trở lại khô khô lục sơn về sau, la chờ Miluki hơn nửa tháng thời gian, rốt cục cầm tới thành quả, trừ pe bên ngoài, những con chuột khác đều bắt tới. Tại giao tiếp thành quả thời điểm, la kháng đến Miluki trong mắt đấu chí. Hắn biết kia đấu chí là nhằm vào ai mà phát, suy xét đến chân chính hiện thực là rất tàn khốc, hắn châm trước một hồi lâu, vẫn là không có đem chân tướng nói cho Miluki. Hắn rất lo lắng, nếu là Miluki biết chân tướng, khẳng định lại nhận to lớn đã kích, từ đó rời xa máy tính, thoát trạch giảm béo, trở thành sát thủ chuyên nghiệp, đây chẳng phải là hủy đi Miluki về sau Mỹ hảo lại thoải mái sinh hoạt. Vừa nghĩ tới khả năng đưa tới một hệ liệt hiệu ứng hồ điệp, vì Miluki suy nghĩ, là ẩn dấu chân tướng, mang theo thành quả rời đi dôn biết nhà, thẳng đến thợ săn hiệp hội. Hai ngày sau, hắn người xuyên một bộ quần áo thoải mái, đi vào hiệp hội cao ốc, trực tiếp đi vào. Cùng hiệp hội thuê tầng lầu là lầu 16, không cần tại hiệp hội khu làm việc chuyển thang máy, là thoải mái nhất sự tình la đi vào cửa thang máy chờ đợi lấy dưới thang máy tới một lát sau nương theo lấy một chút giọt âm thanh cửa thang máy mở ra một thân màu vàng tây trang paris tân âm hồn xuất hiện la kháng đến paris tân lúc sửng sốt một chút mà paris tân nhìn thấy la lúc cũng sửng sốt một chút nhìn qua không giống như là trang thật là đúng dịp a à. paris tân kịp phản ứng lộ ra chiêu bài thức mỉm cười giống như là mực in dội lên đi họa nghĩ tẩy đều rửa không sạch hắn đây là muốn đi mua cà phê cùng trà chiều điểm tâm thật không nghĩ tới sẽ gặp phải la. Ngươi đây là muốn xuống đi. Có thể ra tới. La kháng lấy trong thang máy Paris Tân, trong lòng không thể nào tin được đây là trùng hợp, vấn đề là Netero quả nhiên không có nhằm vào Paris Tân thân phận mà nổi lên, thực sự không rõ lão gia hỏa kia đang suy nghĩ gì. Paris Tân nhẹ gật đầu, đi ra thang máy, la thấy thế, đi thẳng vào, yên lặng ấn lên đóng cửa tuyển hạng. Cửa thang máy chậm rãi khép kín, một cái tay bỗng nhiên đưa qua đến, tướng môn gọi trở về. A, à, ta quên mang túi tiền dạng này là mua không được cà phê. Chỉ nghe Patrick Tân dùng ảo não ngữ khí nói, sau đó đi vào thang máy. La Kháng lấy đi trở về thang máy Patrick Tân, thẳng nhiên nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì luôn yêu thích đem gọn gàng dứt khoát cử động tận lực phức tạp hóa đâu. Patrick Tân nghiêng đầu một chút, xoa cầm, nghi ngờ nói, có sao? Coi ta không nói. La Kháng lấy hướng lên kêu động màu đỏ số lượng. Nhưng đại biểu cho tầng lầu số lượng nhảy đến lầu 8 lúc, Patrick Tân hiếu kỳ hỏi, nhìn thấy ta còn nhảy nhót tưng bừng, Ngươi không có gì lạ a. Paris Tân la gọi tên. Từng Paris Tân đôi mắt chớp lên, nghiêng đầu nhìn hướng la. Ta người này rất chán ghét phiền phức, ngươi hiểu chưa? La chậm rãi quay đầu, đôi mắt bên trong sáng bóng, giống như từng chui lợi kiếm đâm vào Paris Tân con mắt chỗ sâu. Không khí tại thời khắc này lặng yên im ắng. Mấy giây sau, dọc một tiếng, cửa thang máy mở ra, lầu 16 đến. La thu hồi ánh mắt, cũng không quay đầu lại đi ra thang máy. Patrick Tân yên lặng nhìn xem một lần nữa đóng lại cửa thang máy, khóe miệng chợt dương lên. Trả giá một bút không ít tài chính, mướn hiệp hội cao ốc toàn bộ lầu 16, từ góc đây sa mạc mang ra cổ vật, cũng tận số bố trí lầu 16 to lớn trong hòm sắt. La trực tiếp tiến về khu làm việc, to như vậy khu vực bên trong, trừ mấy máy tính, gần như nhìn thấy đồ vật chính là giá sách cùng sắt. Sarin cầm một quyển sách yên tĩnh nhìn xem, mà sa bác ngay tại sử dụng máy tính, tóc rối bời, nhìn qua giống như có một đoạn thời gian không có quản lý vệ sinh. Nhìn thấy La tới, Sa Trinh ngẩng đầu nhìn liếc mắt, lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem sách. Sa Bác thì là nói ra, ngươi cái này vung tay trưởng quỷ, có thể tính lộ mặt. Trang web thế nào rồi? La cũng không thèm để ý Sa Bác châm chọc, một mặt ý cười đi qua. Lưu lượng một mực sách không đi lên. Sa Bác nói, vẫn là như cũ A, xem ra cần một cái hoàn thiện marketing sách lược. La sờ lên cầm, trang web lưu lượng làm không dậy, một mặt là khuyết thiếu chuyên nghiệp người tài, một mặt khác là nhận chèn ép. Ngươi không bằng chủ động tạo thế được. Sa bác đề nghị. Ta suy tính một chút, cái này kỳ chuột bắt tới, ngươi đi xử lý một chút. La gãi gãi gương mặt, đem thiết bị đầu cuối đưa tới. Sa bác tiếp nhận thiết bị đầu cuối, nói ra, suy xét cái gì, lấy ngươi tại nổi danh diễn đàn bên trên tên tuổi, tản một chút tin tức liền có thể, mà lại ngươi chỉ cần lộ ra trừ niệm sư thân phận, đi thượng lưu vòng tròn bên trong cuốn một vòng liền có thể. Ngươi nói đổ dễ dàng. La trận trắng mắt. Hắn mấy năm này cùng Lan chạy ở bên ngoài, vì vấn đề chỗ ở mà hỗ trợ trừ niệm, Sát thực tích lũy không nhỏ thanh danh. Nói là trừ niệm, tại đám kia kẻ có tiền trong mắt, thì là cùng loại bắt quỷ đại sư loại hình thân phận. Chương 435, toàn chức thợ săn diễn đàn. Trên mạng là tình báo đất tập trung, lấy bậc thang để tính, tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất, là tra một cái liền có tình báo cùng tư liệu, giả dối hơi nước tương đối nhiều, vô cùng có khả năng tra được giả tư liệu cùng tình báo. Tầng thứ hai, tiêu tốn nhất định tiền tài chỗ tra được tình báo, nó độ chuẩn xác vì trăm phần trăm. Tầng thứ ba, dù cho dùng tiền đều không thể ra được tình báo, ví dụ như Kim, vô luận từ nơi đó ra được, đạt được tin tức chỉ có cơ mật hai chữ. Như tưởng tượng Kim Kim tốn như vậy thành mê, làm chính mình tình báo bị liệt là cơ mật, cần hai điều kiện, một cái là có được nguyên thủ quốc gia quyền lợi, một cái khác là rất nhiều tài chính. Sa bác cho La đề nghị, thì là cùng Kim đi ngược lại, là triệt triệt để để cao điệu. Nếu như là vì đem La Linh nhà bảo tàng mau chóng làm, La người cũng không ngại tại trên mạng cao điệu. Nhưng, vấn đề là hắn tiếp xúc mạng lưới đến nay, vẫn luôn tại lặng cơ bản không có thò đầu ra cũng không có phát qua nói mà hắn tại nổi danh diễn đàn bên trên thanh danh là người khác giúp hắn tạo thế nếu là hắn đột nhiên lộ ra thân phận kết quả rõ ràng trên thực tế lấy la là làm danh nghĩa tại cái kia nổi danh diễn đàn xuất hiện người quả thực không ít mà diễn đàn bên trên cũng ẩn nút rất nhiều đại thần một khi mạo danh la lộ đầu ra kết quả đều là bị một đám đại thần đổi phải sinh hoạt không thể tự gánh vác la nhớ kỹ kim nói qua mình tại cái kia diễn đàn cũng có cấp bậc không thấp tài khoản cũng không biết id là cái gì một đống lớn đồ cổ bộ không được hiện, coi như bọn chúng tìm ẩn giá trị tại 500 ức trở lên, cũng không bằng mấy chồng tiền mặt có tác dụng, hiệp hội tiền thuê lại đắt như vậy, ngươi lại không nghĩ một chút biện pháp, công ty phải sập tiệm. Sa bác lốt bốt gõ bàn phím, năm gần đây đem máy tính thao tác học được rất trượt. La gãi gãi gương mặt, nhìn về phía đang xem sách Rin, cái sau chú ý tới la ánh mắt, không rảnh để ý, nàng trong công ty chức vị lấy giám định sư làm chủ, hiện tại công ty không làm lên đến, nàng cơ bản đều là để đó không dùng trạng thái. Ta biết la chuyển mấy bước tại một đài bỏ trống trước máy vi tính ngồi xuống dựa vào ghế nhìn về phía sa bát hỏi mua ha người đâu sa bát không ngẩng đầu trả lời đi giúp tiểu linh tìm sách đi tốt a à. la bật máy tính lên đã làm tốt thời gian dài chiến đấu chuẩn bị như nghĩ tại diễn đàn bên trên lộ ra thân phận chuyện thứ nhất chính là cùng một đám đại thần lẫn nhau đổi hắn có một lần lặng thời điểm tận mắt thấy một cái mạo danh hắn người bị các đại thần đổi phải ở ra rắm khi đó hắn còn cảm thấy đặc thù thú bây giờ suy nghĩ một chút người trên nỗi đau của người khác cái gì, quả nhiên vẫn là bớt làm vi diệu. Màn ảnh máy vi tính sáng lên, qua mười mấy giây, tiến vào chủ giao diện. Là mở ra một cái đăng lục phần mềm, đưa vào tài khoản mật mã, tại đăng nhập sau khi thành công, mở ra trình duyệt, đưa vào cái kia nổi danh diễn đàn địa chỉ internet. Hunter Sơn. Đây là diễn đàn danh tự, công chỉ là giao lưu giải hoặc, ở đây, mỗi một cái người sử dụng đều có thể tuyên bố giải hoặc thiếp mời, có hai loại phương thức, một cái là có thù lao giải hoặc, một cái khác là không ràng buộc giải hoặc trong diễn đàn nhân ngư rồng hỗn tạp nếu như là có thù lao giải hoạt có thể bảo đảm trả lời độ chuẩn xác nếu như là không tràn buộc giải hoạt khả năng bị người lắc lư sẽ còn coi là kiếm được diễn đàn tiền tệ chính là điểm tích lũy có thể dùng điểm tích lũy giải hoạt cũng có thể dùng điểm tích lũy mua vào tình báo thậm chí có thể cùng cái khác người sử dụng giao dịch thành tiền thật công dụng tương đương rộng cho nên mỗi một ngày trà trộn tại diễn đàn bên trên sinh động người sử dụng nhiều vô cùng tại bọn này người sử dụng bên trong tụ tập lấy rất nhiều tại ngũ nghề nghiệp thợ săn cũng không ít có được hàng thật giá trị bản lãnh đại thần, bọn hắn tại diễn đàn bên trên đẳng cấp liếc qua thấy ngay, nó nổi tiếng rất cao. Trừ giao lưu giải hoặc, còn có nhiều phương diện tác dụng, rất nhiều thế giới đỉnh cấp phú hào, có đôi khi nghĩ thu mua cái gì, cũng là sai người đi Hunter Sơn diễn đàn con đường. La đăng nhập Hunter Sơn diễn đàn, thông tin cá nhân bắn ra ngoài, liệt ra tại diễn đàn góc trên bên phải. ID, La 38. Đẳng cấp, LV0. Chức giai, thức nhắm gà. Tài sản, sinh động độ, không. Lúc trước tiếp xúc đến diễn đàn lúc, La lập tức liền tay đăng ký tài khoản, thế nhưng là một chữ độc nhất La ID bị cướp chú, hắn liền nếm thử phối hợp cái một, kết quả vẫn là bị đoạt chú, sau đó hắn lục tục dùng số lượng chồng đi lên, biểu hiện đều là ID bị chiếm dụng. Khi đó, La lệch không tin tà, kết quả thật vừa đúng lúc, đến số lượng 38 mới đăng ký thành công, đây thật là một cái bi thương cố sự. Tài khoản là nửa năm trước đăng ký, tài sản là điểm tích lũy, mà sinh động độ chính là phát bài viết số, từ tài sản cùng sinh động độ đến xem, có thể thấy được La là một cái siêu thâm niên lặng hộ, nhưng trên thực tế, La chỉ có nghĩ ra tư liệu thời điểm mới có thể đăng nhập diễn đàn, đều ở tuyến thời gian cũng không dài. Nếu là diễn đàn có chứng nhận công năng, vậy liền dùng không được như vậy phiền phức. La mở ra biên tập tiếp mời giao diện, lầm bầm vài câu, hắn cũng không nghĩ một chút, trên mạng người sử dụng đều sẽ tận lực giấu giếm hiện thực tư liệu, làm sao lại đồng ý chứng nhận? Mọi người tốt, ta là La, từ giờ trở đi. Mời các vị mạo danh thay thế người tự trọng, cũng mời rộng rãi người xem quyết định độc nhất vô nhị ai đi." La tiện tay biên tập một cái thiệp, sau đó tuyên bố ra ngoài. Một giây về sau, liền có người bắt đầu hồi phục thiếp tử. "Các, các, các, là 38." Dưới cây thi thể, là một đến la 199, ta đều nhìn qua, chính là chưa có xem la 38, lâu chủ đại tài. Các dòng nhảy, mỗi cách một đoạn thời gian, liền có thằng hề nhảy ra mất mặt xấu hổ, mọi người đừng hồi phục, để cái này thiếp mời chìm không có chút nào ranh giới cuối cùng, đồ ăn vặt đã chuẩn bị tốt, kêu gọi các lộ đại thần bắt đầu chiến đấu, bản nhân mong mỏi. Phát hiện một nát nhện giải độc pháp. Phân tích hạnh phúc cây nấm cùng vận rủi cốc ở giữa liên hệ cùng bí mật. Đơn thương độc mã tàn sát gót đây sa mạc sa đạo. Không ràng buộc cống hiến ra bài trừ địa lôi cỏ phương pháp. Xác minh không đầu ngựa chân tướng. Ma vực vô ảnh rừng rậm cao đến 78 loại kịch độc chi vật giải độc pháp. 600 năm trước đạt vực cổ quốc di chỉ người phát hiện lợi dụng hải tinh cỏ cùng giác hút trùng giải quyết biển đâm đồn dùng ăn vấn đề tiêu trừ thông vệ mấy trăm đầu nhân mạng quỷ trạch tai họa ngầm làm ra từng lệnh thế giới nghe tiếng thập tinh cấp trong nhà ăn thủ tịch đầu bếp sở kinh tháng mỹ thực thợ săn kiểm tra bên trong động cơ thành mê cứu viện người cứu vớt trọng tai khu mấy ngàn người người bệnh một cái không xấu lại ôm nhu ai đi người sử dụng liệt ra la sở trưởng có phần lớn công tích liên quan đến nhiều loại lĩnh vực sau đó tại trả lời cuối cùng nói xin hỏi cái kia la là, là lâu chủ làm la kháng đến tầng lầu này hồi phục lúc liền ở phía dưới trả lời, không hề nghi ngờ đều là ta. Cái này lòng tự tin phá trần hồi phục, trực tiếp lệnh nhìn thấy cái này thiếp mời dân mạng đều vỡ tổ. Lúc đầu tạm thời coi là nhìn chuyện tiếu lâm, nhưng ai đi tên là La 38 gia hỏa quá không biết tốt xấu, cũng trang quá đầu. Mèo thần, ngồi đợi nổi danh các đại thần ngoi đầu lên. Màu xanh tím heo, có trò hay nhìn rồi. Không xấu lại ôm nhu người sử dụng chỉ hồi phục một loạt cười lạnh biểu lộ. Thiếp mời nhiệt độ, tại ngắn mũi 10 phút bên trong bị đội lên ngày đó tối cao, tầng lầu số nháy mắt phá 500 lâu, cơ bản đều là dèm pha chửi rủa la diễn đàn người xem. Đại thần đi chỗ nào rồi? Trước máy vi tính, La Bình tĩnh sờ lên cầm, nghĩ thầm dạng này cũng không được a, à, không có nổi danh đại thần lộ diện chống đỡ tràn tử, hoàn toàn bị xem như hàng giả. Mãi cho đến 52 tầng 8, La chợt thấy một cái đặt tên là Kim ID phát hồi phục. Ta biết La, hắn không có khả năng lấy như thế 38 danh tự, mời lâu chủ tự trọng. Nhìn thấy đầu này hồi phục lúc, La ngẩn người, cái này chẳng lẽ chính là Kim IDD, trực tiếp dùng danh tự đăng ký sao? Có suy đoán về sau, La liền nhìn thấy Kim tầng kia hồi phục, cơ bản đều là công kích tính chất, đại khái nội dung đều là vạch ra Kim cũng là giả mạo sản phẩm. Chương 436, sôi trào. Công kích Kim là giả mạo sản phẩm hồi phục, lập tức liền bạo tăng đến trăm đầu, có trời mới biết cái này ID đến tột cùng làm cái gì, lệnh nhiều như vậy người xem nhìn thấy hắn thò đầu ra, cũng không chút nào khách khí công kích. Rốt ý mở ra cái này ID tư liệu nhìn xem. ID, Kim. Đẳng cấp, LV99. Chức giai, truyền thuyết. Tài sản, 684.551. Sinh động độ, 3.544. Nhìn thấy cái này tư liệu, là lấy làm kinh hải, mắt cấp diễn đàn hào, tài sản cùng sinh động độ đều là tương đương kinh khủng trị số, rất phù hợp Kim cái kia thâm niên võng trùng thân phận, nhưng vì cái gì mỗi cái người xem đều nói hắn là hàng giả. Cứ như vậy ngây người một lúc thời gian, hồi phục số bạo đến 200 đầu, trực tiếp bị đội lên lôi cuốn hồi phục thứ hai, hạ mình tại không xấu lại ôm nhu đầu kia hồi phục dáng. Ngay sau đó, lại một cái mắt cấp ID nổi danh đại thần xông ra. Dạ ưng, nhìn chung công tích, lướt qua la chân thật tướng mạo tư liệu không đề cập tới, liên quan đến lĩnh vực có chừng trở xuống mấy loại, độc tố thợ săn, thợ săn tiền thưởng, thực vật thợ săn, viễn thú thợ săn, mỹ thực thợ săn, trừ niệm sư. Như vậy, không biết lâu chủ đối ác mộng hoa cùng ác mộng có quan hệ trong đó có gì kiến giải. Một gian màn cửa kéo đến thật chặt gian phòng, bên trong nguồn sáng chỉ có màn ảnh máy vi tính phát ra ánh sáng, một cái mang theo đen khung nặng nề kính mắt trung niên nhân tại trên bàn phím nhanh chóng nhấn. Người này chính là diễn đàn bên trên dạ ưng, đẳng cấp cùng nổi tiếng đứng hàng nhất lưu, trong hiện thực là thế giới nghe tiếng cao đẳng học phủ bác bác dạy đại học, chủ công thực vật học, từng tuyên bố quá nhiều hạng đã bị chứng thực giả thuyết, kỳ danh nhìn không thấp. Có điều, đây là tại Hunter Sơn diễn đàn bên trên, không có ai biết dạ ưng chân thực thân phận. Trên thực tế, hắn ném ra vấn đề này, hiện nay vẫn như cũ là các đại học phủ ngay tại đánh hạ nang đề cũng là hắn chỗ phụ trách nghiên cứu tổ ngay tại đánh hạ đề mục nhìn thấy dạ ưng ném ra ngoài như thế cái mọi người đều biết nang đề xem náo nhiệt người xem nhóm tâm tình bỗng nhiên phấn chấn nhao nhao tại dạ ưng dưới đáy hồi phục đem thiếp mời đội lên lôi cuốn hồi phục cái thứ nhất danh liệt thiếp mời chỗ dễ thấy nhất cuối cùng đến cái đáng tin cậy la nhãn trước sáng lên trực tiếp không để ý tới kim đầu kia thiếp mời tại dạ ưng thiếp mười lần sau phục, như lời ngươi nói ác mộng hoa cùng ác mộng cỏ là ma vực u ám rừng rậm thực vật. Thấy la hồi phục, người xem nhóm trong mong mà đối đãi kỳ vọng lấy các lộ đại thần tranh thủ thời gian nhảy ra, hung hăng đánh tên giả mạo mặt, sau đó đem nó đánh cho hồn phi phách tán, tuyệt đối không được giống kim cái kia u ác tính đồng dạng, sửng sốt lưu giữ lại còn đạt tới truyền thuyết cấp bậc. Gian phòng bên trong, trung niên nhân cười lạnh một tiếng, nói nhỏ, hai loại thực vật là tương đương hiếm thấy độc tên, chỉ có u ám rừng rậm bên trong mới có thế mà hỏi ra như thế xuẩn vấn đề, không thể nghi ngờ là tên giả mạo. Tự nói xong, hắn đánh bàn phím, cho ra kim tốn hồi phục. Đúng vậy. Là thấy thế, nghĩ ngợi như thế nào trả lời. U ám rừng rậm, là hắn cùng Lan đi qua địa phương một trong, đã từng tiếp xúc qua ác mộng hoa cùng ác mộng cỏ hai loại thực vật, xem như hắn ấn tượng tương đối sâu khắc hai loại tồn tại. Ác mộng hoa là một đóa chỉ có một màu đen xương hoa, sinh trưởng tại vô dịp ác mộng trên cây, tại u ám rừng rậm nơi đó nơi đó cư dân trong mắt là không rõ chi vật, mà ác mộng cỏ, thì là sinh trưởng tại ác mộng gốc cây dưới, là một loại chỉ có một lá màu đen chỉ cỏ. Kỳ hoa, có thể giải lo, nó cỏ, có thể nâng cao tinh thần. Đây là ác mộng hoa cùng ác mộng cỏ công hiệu, khuyết điểm chính là có nhất định thành nghiện tính. Đơn giản đến nói, hoa là chế tạo mai thúy vật liệu một trong, mà cỏ có cùng loại cà phê bởi vì công hiệu, có thể nâng cao tinh thần. Nơi đó thổ dân cư dân phỉ nhổ tại ác mộng cây, nhưng mà kẻ ngoại lai lại yêu quý tại ác mộng trên cây hoa, dù sao kia là chợ đen bên trong tương đối nhiệt tiêu một loại vật liệu. Là tổ chức một chút ngôn ngữ, dùng mẫu cùng tử quan hệ dùng để trình bày ác mộng hoa cùng ác mộng cỏ quan hệ trong đó, cùng bám rễ sinh chồi, kết cỏ nở hoa mấy cái quá trình, đều dùng dễ hiểu ngôn ngữ miêu tả ra tới. Ngoài ra, la còn lộ ra ác mộng cỏ đỉnh cấp tác dụng, là có thể dùng đến loại trừ nghiện thuốc, mà phương pháp la không có lộ ra, bởi vì đây là một cái ẩn tàng to lớn cơ hội buôn bán, la như thế nào lộ ra. Thuận tiện nhất lên, là trước mắt chỗ hút thuốc lá chính là dùng ác mộng cỏ chế tác, hắn lợi dụng Bạch Yên nhắc nhở phương pháp trừ tận gốc thành nghiện tính, không chỉ có thể tiêu trừ đối mai thúy sinh lý tính ỉ lại, cũng là thuần nâng cao tinh thần đồ tốt. Ví dụ như, bảy ngày không ngủ được, chỉ cần rút một cây, liền có thể kéo dài 3 ngày thời gian, thích hợp với nhiều loại công dụng, dù cho dùng tại trong chiến tranh, công hiệu quả cũng là không tệ. Làm La là Thao thao bất tuyệt tuyên bố sau khi ra ngoài, bao quát dạ ưng ở bên trong, tất cả ngay tại quan sát lại xem náo nhiệt diễn đàn người xem nhóm tất cả đều mắt trợn tròn cầu đại thần nghiệm chứng tính chân thực. Thế nào thấy rất đáng tin cậy, sẽ không phải là thật sao? Không có khả năng, liền bác bác học viện chuyên môn thành lập nghiên cứu tiểu tổ, hao phí thời gian một năm cũng không có nửa điểm thành quả, cái này tên giả mạo thuần túy chính là vô ích. Trên lầu, ngươi nếu là cho rằng lâu chủ vô ích, cũng nên lấy ra hoa quả khô, đi lên chính là bác bỏ, cũng không phải thói quen tốt. Chẳng lẽ là 38 là chân thân? Đừng làm rộn, một cái không có xác thực luận chứng nan đề, cho dù hắn nói đến lại nhiều, không có nghiệm chứng trước đó, đều chỉ có thể là giả thuyết. Người xem náo nhiệt nhao nhao bị nổ ra đến, đều bởi vì la sở trưởng hồi phục lớn luận, đơn độc, dù cho đối thực vật lĩnh vực không hiểu lắm người, cũng nhìn ra như vậy điểm tính kỹ thuật. Dạ ưng nhìn xem màn ảnh máy vi tính, đôi mắt không ngừng rung động, lăn không ấn xuống tại trên bàn phím hai tay, cũng là khẽ rung. Cái này tên là la 38 ID viết hồi phục, có gần như 30% tư liệu, là bọn hắn nghiên cứu tiểu tổ tốn thời gian một năm cho ra thành quả, mà không có chút nào tiến triển tin tức, là dùng đến qua loa ngoại giới. Nói cách khác, vô luận la 38 còn lại 70% ngôn luận có chính xác không, có thể chứng thực chính là, kia 30% ngôn luận là chính xác. Chân thân Dạ ưng bờ môi ngọ ngoại biệt xuất hai chữ, sau đó, hắn không để ý tới hồi phục, đem la thao thao bất tuyệt phục chế xuống tới, phát đến bọn hắn nghiên cứu tiểu tổ cơ mật phòng khách bên trong, sau đó đứng dậy, đơn giản chuẩn bị hạ liền tông cửa xông ra. Hắn muốn Mau chóng đi nghiệm chứng Diễn đàn bên trên, đông đảo người xem tất cả kêu gọi dạ ưng, nhưng dạ ưng không biết có phải hay không là rơi nhà vệ sinh, 15 phút đi qua vẫn chưa xuất hiện. Bọn họ cũng đều biết dạ ưng tại thực vật khu bên trong là chân chính đại thần, thành công giải hoặc thiết mời số cao tới 2.000 đầu, nhưng không biết tại sao liền nghỉ cơm. Thấy dạ ưng từ đầu đến cuối trầm mặt, một bộ phận người xem bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ la 38 nói đều là thật. La cảm thấy kỳ quái, liền tự chủ hồi phục một đầu, ta chính là la, còn có nghi vấn sao. Không ngừng nhấp nhô thiếp mời, tại thời khắc này tĩnh lặng mấy giây, lập tức, từng cái liên quan đến nhiều loại lĩnh vực nan đề bị ném ra ngoài. Giờ này khắc này, Hunter Sơn diễn đàn nên đón đã lâu sôi trào thời khắc, ở xa thế giới các nơi, rất nhiều người đều xuyên thấu qua màn hình quan sát một màn này, đây chính là khó được không ràng buộc giao lưu đại hội, tận dụng thời cơ. 12 địa chi trúng độc làm thợ săn gheo, thực vật thợ săn club, cổ thư thợ săn tiêu cùng trong hiệp hội rất nhiều thành viên, đều bị cái này lôi cuốn thiếp mời dẫn tới. Phải bận rộn lên. La thang nhẹ một tiếng, muốn đạt tới độc nhất vô nhị nhận chứng trình độ, hiện tại mới bắt đầu. Lớp bốt. Hai tay của hắn tại trên bàn phím nhanh chóng nhấn, hồi phục từng cái hắn biết được nan đề. Khu làm việc bên trong, Sa Bác cũng tại quan sát, cười nói, cố lên cố lên. La không để ý tới hắn, chuyên tâm hồi phục. Một cái giờ qua đi, tiếng chuông vang lên. La dừng lại đánh bàn phím động tác, cầm điện thoại di động lên xem xét, là kim điện thoại cá nhân, chính là tiện tay kết nối. Diễn đàn bên trên, cái kia ngay tại điên cuồng đánh đổ các đại thần la 38 là ngươi. Ừm. La lên tiếng, đột nhiên hỏi, bị nhiều người như vậy công kích thành tên giả mạo ai đi, chẳng lẽ chính là ngươi đi. Đúng vậy a, à, Kim miễn cưỡng nói. Ngươi ăn no căng lấy. Trao tân cảm giác im lặng, nếu là đám người kia biết bọn hắn chỗ công kích tên giả mạo nhưng thật ra là hàng thật về sau, không biết nên làm cảm tưởng gì. Kim nói sang chuyện khác, hỏi, ngươi làm sao đột nhiên tại diễn đàn ngoi đầu lên rồi. Vì tuyên truyền la linh nhà bảo tàng, không nói, ta vội vàng đâu. La trả lời một câu, liền cúp xong điện thoại. Rip Island, GM phòng điều khiển. Kim thu hồi điện thoại, hắn cùng Elena thông qua màn hình giả lập, quan sát Adila 38 đang đánh bạo các lộ đại thần hiện trường trực tiếp. Gia hỏa này càng ngày càng lợi hại. Kim cảm thán một câu. Nhìn chằm chằm kỳ lạ mũ giáp thiếu nữ tóc bạc Elena hiếu kỳ hỏi, là La sao? Ừm. Điểm màu vàng đầu trả lời một câu. Chương 437, giải hoạt. Cố ý, hoặc là vô tình, hắn làm ra qua một số việc, bị người khác lấy các loại phương thức lưu truyền. Tướng Mạo có thể khó lường, nhưng danh tự cho tới bây giờ đều là một cái một chữ độc nhất la. Diễn đàn bên trên, ngày sinh động nhân số rất nhiều, Adila 38 cùng các lộ đại thần luận chiến tiếp tục mấy giờ không ngừng, vây xem người sử dụng càng ngày càng nhiều. Là có bạch yên tự thể vạn năng giám định công năng, mấy năm xuống tới tiếp xúc sự vật, đều đã hóa thành ký ức sâu thả trong óc, lại tại lan nơi đó nhìn qua tất cả tàn thư, nó tri thức dự trữ lượng là rất khả quan. Mấy giờ xuống tới, hắn hoàng Mỹ trả lời đại đa số nan đề, một chút không hiểu vấn đề, hắn cũng sẽ không ra vẻ hiểu biết, trực tiếp biểu thị sẽ không. Dần dần, vô luận là đưa ra vấn đề người trong cuộc, hoặc là xem náo nhiệt quần chúng vây xem, đều ẩn ẩn cảm thấy cái này ID la 38, vô cùng có khả năng chính là thật la. 3 giờ lại 25 phút, đặt câu hỏi kết thúc. Tụ đến diễn đàn online người sử dụng đạt tới một cái cực cao mát trị số, bọn hắn đều ghi nhớ la 38 cái này ID, giống như la mình nói, thuộc về độc nhất vô nhị chứng nhận. La nằm ngửa trên ghế, vuốt vuốt huyệt thái dương, bình phục đầu hơi căng đau, từ tự chế trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, ngậm lên môi. Làm tốt lắm. Sa bác đi tới, tại la trên bàn buông xuống một chén vừa lao ra cà phê. Hắn một mực đang đứng ngoài quan sát, nhìn tận mắt la tinh phục diễn đàn bên trên từng cái nổi danh đại thần, từ trong lòng bội phục la kiến thức, thật không hổ là lan lão sư mang ra hậu bối. La kháng sa bác liếc mắt, nói ra, tiếp xuống chính là tuyên truyền. Nghĩ tuyên bố mở rộng thiếp mời, muốn năm vạn điểm tích lũy đặt cơ sở người bây giờ điểm tích lũy là số không sa bác nhắc nhở điểm tích lũy không là vấn đề là ngay lập tức nghĩ đến kim đây chính là điểm tích lũy nhà giàu cùng hắn tùy tiện muốn cái mấy vạn điểm tích lũy là được sa bác khẽ gật đầu nói ra tuyên truyền mở rộng là vì đề cao trang web lưu lượng cùng nổi tiếng nhưng muốn người mua nguyện ý mua vào đồ cổ tốt nhất liên hệ một cái nổi tiếng cao chuyên nghiệp phe thứ ba đến hợp tác dạng này có thể miễn đi rất nhiều phiền phức ta biết khi là Sarin phải chịu trách nhiệm sự tình đi. La giấy lên khói, chậm chậm đầu rất nhỏ căng đau. Sa bác nghe vậy, nhìn về phía trầm mê cùng cổ thư tịch bên trong Sarin, im ắng cười khổ, nhún vai nói, cái này sự tình ngươi đi thúc, dù sao ta làm không tới. Được. La thang nhẹ một tiếng, Sa bác cái này làm ca ca, thế mà như vậy sợ muội muội, liền một kiện thúc giục công việc việc nhỏ cũng không dám làm, cũng thật sự là đủ. Nhắc nhở ngươi một câu, trong vòng ba tháng không đem trang web làm, vậy thì chờ công ty đóng cửa đi, không phải liền chuyển di một bộ phận đồ cổ đi dắt cần xử lý. Sa bác khoát tay áo, hướng về bàn làm việc của hắn đi đến. Ba tháng A, đủ. La đem khói miệng vê tại trong cái gạt tàn thuốc, uống một ngụm cà phê, trực tiếp từ diễn đàn thông tin công năng cho tóc vàng một đầu PM. Đưa ta 5 vạn điểm tích lũy. Sau một lúc lâu, Kim hồi phục. Không cửa, muốn điểm tích lũy mình đi càng quét giải hoặc thiết mời. Người điểm tích lũy nhiều như vậy, cũng không thiếu 5 vạn A ta dựa vào bản lĩnh kiếm được điểm tích lũy làm gì cho ngươi huy quyền biểu lộ la không nghĩ tới kim gia hỏa này hẹp hòi thành dạng này chuyển cái năm vạn điểm tích lũy đến dùng cũng không chịu được rồi mình kiếm la tự mình ban bố lôi cuốn thiếp mời bên trong thoát thân chuyển dời đến hiểu rõ nghi ngờ khu nơi này là lấy treo thưởng phương thức chuyên môn đến giải quyết nghi nan tạp chứng diễn đàn phân khu cũng là một đám đại thần kiếm điểm tích lũy chủ yếu khu vực cơ bản vấn đề nan giải gì đều có thể tại cái này trong diễn đàn lật đến thuận tiện nhất lên, 12 địa chi tam tinh nghi nan tạp chứng thợ săn treo, chính là cái này phân khu thường trú đại thần, nàng tài sản là ẩn tàng không thể xem, đoán chừng nhiều đến khủng bố. Mở rộng thiết mời cần 5 vạn điểm tích lũy đặt cơ sở, cho nên là ít nhất phải đang giải thích nghi hoặc khu bên trong kiếm được tiền 5 vạn điểm tích lũy. Giải hoặc khu liên quan thuộc loại có rất nhiều, như là một chút thu mua tin tức cùng tình báo nhu cầu, cũng có thế ở đây nhìn thấy. là, là lần đầu tiên đến giải hoặc khu, tùy ý lật lên đông đảo thiết mời, trong đó, có ba cái chuyên môn thiết lập tại dễ thấy khu vực thiết mời, điểm tích lũy thù lao cao tới mấy chục vạn đến mấy triệu ở giữa. Ừm. Cô ta tộc. La nhìn lướt qua ba cái kia thiết mời, trong đó một cái treo thưởng thù lao cao đến trăm vạn điểm tích lũy giải hoặc thiết mời hấp dẫn hắn ánh mắt. Thiết mời nội dung không dài, liền rải rác mấy câu, đại khái nội dung là tìm kiếm cô ta tộc vị trí chính xác. Thiết mời tuyên bố thời gian là 3 năm trước đây, có thể thấy được 3 năm xuống tới, vấn đề này từ đầu đến cuối không có đạt được giải quyết mà phát bài viết người cũng không keo kiệt điểm tích lũy, đúng là để thiếp mời treo 3 năm lâu. Hunter Sơn diễn đàn tình báo lưu truyền xem như mạng lưới con đường bên trong nhóm đứng đầu, trăm vạn điểm tích lũy treo thưởng thù lao, tự mình giao dịch coi như bị trả giá, thay cái vài ức cũng không phải vấn đề, nhưng 3 năm xuống tới, không người hoàn thành treo thưởng. La ấn mở cái này thiếp mời, dưới đáy đều là một chút không dinh dưỡng hồi phục. Ta cũng muốn tìm ra cô ta tộc vị trí chính xác, liền thù lao cao như vậy treo thưởng thiếp mời cũng không chiếm được kết quả, còn có cái gì phương pháp có thể tìm được. La sờ lên cầm, hắn cũng không hy vọng Phantom giúp giết sạch Kurapika tộc đàn, nếu là kết quả là cũng không tìm tới cô ta tộc vị trí, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp bỏ đi Krolo muốn Salet ai suy nghĩ. Không nghĩ cái này, việc cấp bách là kiếm điểm tích lũy. La rời khỏi cái này thiếp mời, bắt đầu càng quét tội phạm bị áp giải nghi ngờ thiếp mời, phàm là hắn sẽ, vô luận điểm tích lũy bao nhiêu đều đón lấy, sau đó cho ra chính xác hồi phục. Treo thưởng điểm tích lũy có thiếu, cũng có bao nhiêu, hạng cuối cùng hạng mức cao nhất trên lệch rất lớn, thật muốn nói một cái trị số bình quân thật đúng là không dễ dàng, mà la sở trưởng nhận thầu xuống tới thiếp mời, bình quân một cái thiệp thù lao là 500 điểm tích lũy. Cứ như vậy, la điên cùng quét lấy giải hoặc khu bên trong treo thưởng thiếp mời, cử động của hắn, dần dần hấp dẫn diễn đàn bên trên rảnh đến nhất cả trứng người sử dụng. Bọn hắn phát hiện la chuyển di địa phương, liền giao nhau, nhau theo tới, nhìn xem giải hoặc khu một mực đang nhắc nhở la đón lấy treo thưởng, sau đó hoàn thành nhấp nhô tin tức. Đầu tiên là đến một trận điên cuồng giao lưu đại hội, hiện tại thì điên cuồng càng quét giải hoặc thiếp mời, thật sự là quá khủng bố. La cũng mặc kệ những cái này, một bên tiếp treo thưởng, một bên tính toán tích lũy xuống điểm tích lũy. Hoàn thành treo thưởng về sau, điểm tích lũy sẽ không ngay lập tức tới sổ, có 24 giờ nghiệm chứng kỳ. 2 giờ rưỡi đi qua, sắc trời tối xuống, La rốt cục kiếm được 5 vạn điểm tích lũy. Cuối cùng kết thúc. La thở dài ra một hơi, không nói hai lời rời khỏi đăng lục, đóng lại máy tính. Điểm tích lũy muốn 24 giờ sau tới sổ, khi đó khả năng tuyên bố mở rộng thiếp mời, mà hắn đã làm chính mình ID thành độc nhất vô nhị chứng nhận, đến lúc đó tuyên bố mở rộng tin tức, mới có thể đem hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Khu làm việc bên trong, Sa Bát dường như đi ra ngoài bên ngoài tản bộ, mà Sarin vẫn tại đọc sách, từ khi nàng rời đi góp đây sa mạc về sau, liền say mê nhìn thảo cổ cùng lịch sử loại hình sách, điên cùng hấp thu tri thức. La đứng dậy, đi tới, gõ nhẹ mặt bàn, đánh gãy Sarin đọc. Ngươi quấy rầy đến ta. Sarin để sách xuống, không chút khách khí chức trách. A. La xấu hổ cười một tiếng, nói ra, liên quan tới phe thứ ba nhân sĩ chuyên nghiệp hợp tác hạng mục công việc, cần ngươi đi mau chóng giải quyết. Nhìn trúng đối tượng hợp tác là Ohara nhà bảo tàng Cloba quán trưởng, hắn là nghiệp giới quyền uy đại biểu, có hắn phối hợp, đồ cổ bán ra quá trình sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Sarin yên lặng khép lại sách vở, bình tĩnh nói, nhưng là, hắn xưa nay không tham gia thương nghiệp hợp tác. Vậy ngươi nhưng có lòng tin tầm xuống. La nhíu mày. Không có, nhưng nửa tháng sau, Ohara nhà bảo tàng sẽ cử hành một trận long trọng giao lưu hội, cũng có thể nói là sự vật và tên gọi giám thưởng đại hội. Nếu như ta có thế thật tốt lợi dụng trận này đại hội, có thể có chút cơ hội. Sarin suy nghĩ nói. Tóm lại giao cho ngươi là tổng kết. Sarin liền không nói cái gì, tiếp tục xem lên sách. Ohara nhà bảo tàng nhưng thật ra là tư cách cá nhân, chủ nhân chính là tên là Cloba quán trưởng, trong quán cất giữ rất nhiều hàng thật cổ vật, trong đó giàu có nhất danh khí đồ cất giữ chính là bảo tồn tốt đẹp đông đảo cổ thư. Lướt qua Global tư lịch cùng quyền uy đại biểu tính, Sarin sở dĩ chọn lựa Global làm đối tượng hợp tác, chỉ sợ cũng là chạy những cái kia cổ thư mà đi, cùng sắp tổ chức giám thưởng đại hội. Đến lúc đó, rất nhiều nổi danh người thu thập đều sẽ mang theo trân quý vật sưu tập tới tham gia đại hội. Chương 438, Ohara nhà bảo tàng. Hôm sau, lo liệu lấy chân mũi lại nhỏ cũng là thịt cách làm, là hôm qua quét đến 5 vạn điểm tích lũy rốt cục tới rổ, sau đó tuyên bố một cái mở rộng la linh nhà bảo tàng trang web thiếp mời. 5 vạn điểm tích lũy, trên thực tế chính là mở rộng thù lao mà mở rộng viên là trải qua chọn lựa nhận chứng phần lớn là truyền thông nghề nghiệp người bọn hắn đón lấy mở rộng treo thưởng về sau sẽ thông qua đủ loại con đường đem tin tức tuyên truyền ra ngoài đương nhiên chủ yếu truyền bá con đường căn bản là tại trên mạng chẳng qua cái kia cũng đầy đủ bởi vì la linh nhà bảo tàng chính là cùng loại địa cầu di đề online giao dịch qua mạng đứng tuyên bố mở rộng thiếp mời về sau la lại tiện tay đang giải thích nghi hoặc khu bên trong càng quét một vạn điểm tích lũy quay đầu nhìn lại phát hiện rót vào mở rộng thiết mời năm vạn điểm tích lũy chỉ còn lại không tới một nửa tiêu hao hiệu suất khá kinh người bình thường đến nói cho dù là mở rộng thiết mời đám kia nghề nghiệp tố chất quá cứng truyền thông nhân sĩ cũng là nhìn đối tượng đến chọn hiện tại điểm tích lũy tiêu hao phải nhanh như vậy trên thực tế chính là la cái này độc nhất vô nhị chứng nhận id nổi lên đến hiệu quả nhìn như vậy đến tuyên truyền là không có vấn đề nghĩ trong ba tháng để trang web đi đến quỹ đạo liền nhìn xa trên phía bên kia la kháng lấy hậu trường từng cái nhắc nhở nhảy ra ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Đồ của loại vật này, sợ nhất chính là mua được hàng nhái, giống dốc cần loại kia nổi danh đấu giá hội, nó phí vào cửa, phí thủ tục, giá đấu giá đều so địa phương khác cao hơn 2-3 thành, nhưng không chịu nổi người ta đủ chính quy, cho nên hàng năm đi dốc cần người thu thập nối liền không dứt. Là từ góc đây sa mạc mang ra cổ vật, cơ bản ước định giá tại 500 ức đến 80 tỷ ở giữa, bản thân cổ vật loại vật này, dùng để giao dịch lưu động giá liền rất cao, nếu là thật tốt vận doanh một phen, có lẽ còn có thể đem giá trị nâng lên. Nếu như đem cái này chồng hàng thật chuyển vận đến giót cần, đúng là có thể ngồi chờ lấy tiền, nhưng trong vô hình sẽ tổn thất rất nhiều tiền. Có điều, là nghĩ sáng tạo như thế một cái trang web, không phải là bởi vì tổn thất tiền duyên cớ, mà là hắn muốn đem trang web này làm lớn, phía sau thừa cơ làm thành một cái tình báo con đường. Còn nữa, trước mắt hắn muốn tăng lên thực lực, nhanh nhất hai cái đường tắt, một cái là chưa khai cuộc di tích, có thể ở bên trong tìm tới cổ vật, một cái khác là cấp A nguyên liệu nấu ăn, mà hai loại đồ vật, tại tăng lên xong thực lực sau còn có thể chuyển thành thành tiền tài làm la linh nhà bảo tàng thành hình về sau liền có thể dùng để đem cổ vật cùng nguyên liệu nấu ăn chuyển hóa thành tiền tài cũng có thể sáng lập một cái độc hữu bình đài ở trong chứa tình báo giao dịch cổ vật mua bán tóm lại nếu là có thể làm được kỳ vọng trình độ nó giá trị tuyệt đối không thua tại kim rít ai lần trò chơi tiền loại vật này ở nơi nào đều rất có tác dụng bao quát thợ săn thế giới cũng thế la từng cùng kim thảo luận qua tiếng quân lục địa tối kế hoạch lấy kim cách nhìn đầu tiên đội ngũ không thể quá cồng kềnh ý nghĩa chính là quý tinh bất quý đa người trong đội viên nhất định phải là ngàn chọn trăm tuyển ra đến, mỗi người đều phải có được ứng phó không biết lại tàn khốc kỹ năng đặc thù. Đây là một điểm, một cái khác điểm chính là thiết bị cùng vật tư, cần thiết hao phí tài chính thậm chí cần vượt qua trăm tỷ. Cho nên, nghĩ tụ hợp nổi một chi khả quan đội ngũ từ đó tiến đến lục địa tối, tiền là thiết yếu chi vật. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 10 ngày đi qua. Là khoảng thời gian này việc cần phải làm rất đơn nhất, chính là kiếm điểm tích lũy, sau đó hoa điểm tích lũy. Mở rộng thiết mời hiệu quả đã ra tới, trang web lưu lượng tiếp tục bảo tăng, cứ việc hơn ngàn kiện thuộc loại khác nhau cổ vật đều liệt ra cực kỳ kỹ càng tin tức, nhưng từ đầu đến cuối không người hạ đơn đặt hàng, chớ nói chi là đấu giá quá trình. Không có quyền uy chứng nhận, hoặc là không có cùng loại thật giả giám định sách loại hình đồ vật, một cái trang web có hơn ngàn kiện cổ vật chính phẩm có độ tin cậy thực sự thấp đến đáng thương, tại đại đa số người trong mắt, liền cùng bày hàng vỉa hè không có khác nhau đi. La từ bàn máy tính đứng dậy, duỗi lưng một cái. Hắn đây là hiếm thấy ở đây ngồi hơn 10 ngày. La, ta mãnh liệt đề nghị chiêu hai khách phục chuyên viên, ta sắp bị phiền chết rồi. Sa bác một bộ muốn học máu biểu lộ. Bàn lại bàn lại. La nhẹ nhàng một câu, đem sa bác đề nghị đẩy trở về. Còn có 5 ngày thời gian, chính là Ohara nhà bảo tàng giám thưởng đại hội bắt đầu thời gian, mà Sarin đã đặt trước cốt đêm nay bay do biển đại lục phi thuyền phiếu. Trận kia giám thưởng đại hội, sẽ hấp dẫn rất nhiều phú hào cùng người thu thập tới tham gia, mỗi một năm đều sẽ tổ chức, ngày là tháng 6 đến tháng 8 ở giữa, mỗi lần cũng sẽ ở tháng 9 đến trước đó tổ chức, mà tháng 9, chính là giót cần nên đón rầm rộ thời gian điểm. Nói cách khác, trận này giám thưởng đại hội, trên thực tế là vì giót cần chuyển vận đáng tiền thương phẩm thêm nhiệt đại hội, đương nhiên, tham dự người thu thập bên trong, là thật có một bộ phận người cố ý đến khoe khoang. Vật sưu tập giá trị, chính là người thu thập bề ngoài, mà giám thưởng đại hội chính là hiện ra cơ hội thật tốt. Đêm đó, La đưa Sarin đi sân bay. Sư tỷ thuận buồn xuôi gió. La tự mình đưa Sarin bên trên phi thuyền ngươi thật không cùng lúc đến. Khó được cơ hội tốt. Sarin đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh. Sarin trầm mặt một lát, cảm thán nói, ngươi thật nhiều coi trọng La Linh nhà bảo tàng. Ngươi không coi trọng sao? La hỏi ngược lại. Sarin nghe vậy vũ mị cười một tiếng, không nói gì, hướng về La phất phất tay, liền bên trên phi thuyền. Đưa mắt nhìn Sarin bên trên phi thuyền, La Ly khởi động máy trận, trở về thợ săn hiệp hội. Công ty thuê tại thợ săn hiệp hội trong cao ốc, cơ bản không cần đề phòng đến từ hiện thực hạng giá áo túi cơm, nhưng phải đề phòng đến từ trên mạng uy đó mới là căn bản. La trở lại khu làm việc, ngồi xuống trước máy vi tính, đăng lục diễn đàn, tuyên bố một cái thiệp. Trên thế giới này đoán chừng cũng tìm không được nữa nhanh hơn ta thông quan siêu cấp Mario người chơi. Mấy giây sau, một cái tên là Pe người sử dụng hồi phục thiếp mời. Vào đêm, gió đêm hơi sáng. Thành thị đại đạo ánh đèn uống lượng như rồng, kéo dài đến cực xa chỗ, giống như nở rộ gốc rễ, tỏa ra tới dòng xe cộ tại đèn trên đường chạy tán loạn, tại bầu trời quan sát mà xuống, đèn hoa mới lên chi cảnh cũng chỉ như thế. Thành thị phồn hoa cùng vùng ngoại thành quảng của ẻ là rất rõ ràng so sánh, một chỗ đầu tư thất bại lạng vĩ lâu bầy bên trong, trong đó một tòa lâu truyền ra ánh đèn. Một đám trang phục, hình thể, ăn mặc khác nhau người, vây quanh lâu bên trong ánh nến, hoặc ngồi hoặc đứng. Một cái màu đen tóc ngắn thanh niên, đứng tại trên lầu 2, hắn người xuyên màu đen hưu nhàn âu phục, trên trán cột một đầu màu trắng băng vải, mắt như sao mục, lâu bên trong rơi tán bốn phía ánh nến, cũng che đậy không đi hắn thần thái. Dưới đấy, còn có 12 người tản ra. Có một năm rưỡi không có tập hợp đi. Một cái hất lên che khuất nửa gương mặt áo khoác màu đen thấp bé nam nhân nói. Ừm. Có người đáp lại. Đám người này, chính là phen tôn trúc, có lẽ là thói quen mà thôi, bọn hắn tập hợp địa điểm, hoặc là tạm thời cứ điểm, cơ bản đều cùng lạng vĩ lâu dựng vào một chút quan hệ. Đoàn trưởng, lần này cần đoạt cái gì? Cái kia mặc áo khoác màu đen thấp bé nam nhân, cũng chính là phê tan, hắn ngẩng đầu nhìn đứng tại lầu hai Crolo. Crolo hai tay đút túi, ngửa đầu xuyên thấu qua còn chưa dựng tốt mái nhà, nhìn xem đầy trời tinh hà, nghe được phê tan về sau, hắn chậm rãi cúi đầu, thẳng nhiên nói, Ohara nhà bảo tàng. Lại là nhà bảo tàng. Uvogin không thú vị nói. Crolo nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói, lần này khác biệt. Uvogin biểu môi, nói ra, bất đồng nơi nào, chẳng lẽ lần này mục tiêu bảo an chịu được ta một quyền. Có lẽ có thể. Carlo trả lời. Ồ. Uvogin trước mắt lập tức sáng lên. Một cái tóc vàng mặt em bé thanh niên giải thích nói, Ohara nhà bảo tàng là bảo tàng tư nhân, nhưng nó bảo an năng lực tại nghiệp giới bên trong số 1, bởi vì nhà bảo tàng chủ nhân tương đương có tiền A, thuê rất nhiều chuyên nghiệp thợ săn. Thanh niên tóc vàng này, tên là San Nap, là thao tác hệ cao thủ. Đoàn trưởng để mắt tới Ohara nhà bảo tàng, là bởi vì lần này dám thưởng đại hội A. Nghe nói năm nay sẽ có người mang theo bảy đại sắc đẹp làm náo động đâu. Sang nát nhìn xem Crollo. Từng. Crollo khẽ vuốt cầm, nói khẽ, nhưng ta càng thích sách. Chương 439, Thế giới của ta. Thời gian là 8 giờ tối 35 phút, thợ săn cao ốc sáng lên tầng lầu không nhiều, la sở trưởng ở lầu 16 là trong đó một tầng. Khu làm việc bên trong chỗ mở ra đèn, chỉ có hai ba ngọn, nơi xa rơi vào hắc ám, chỗ gần có sung túc ánh đèn. La lẽ loi một mình ngồi trước máy vi tính, nhìn màn ảnh bên trong pe hồi phục, chỉ có một cái dấu chấm hỏi, ngoài ra, không gặp cái khác người sử dụng tại thiếp mời bên trong hồi phục. 3 phút. La kháng mắt máy tính giao diện phải phía dưới thời gian, từ pe hồi phục đến nay đã qua 3 phút mà thiếp mời bên trong không hề có động tĩnh gì, có lẽ là pe dùng thủ đoạn nào đó khiến cái khác người sử dụng không nhìn thấy thiếp mời, hoặc là không cách nào hồi phục thiếp tử. Kim nói không sai, tuyên bố loại này thiếp mời, pe liền sẽ ngay lập tức thò đầu ra. La nói nhỏ một tiếng, nghĩ thầm pe mới tuyên bố một cái dấu chấm hỏi liền giảm âm thanh nặc hơi thở, đến tiếp sau động tác đâu? Đang lúc hắn nghĩ như vậy lúc, máy tính giao diện trống không mặt bàn đồ bên trên, thế mà hiện ra một cái màu vàng cửa, đại khái to bằng bàn tay. Thấy cảnh này, la lộ ra 10 phần tỉnh táo, dù sao cũng là Elena cùng Ita liên thủ đều thắng không được hắc cơ thợ săn, ra sân phương thức hơn phân nửa cũng là khác hẳn với thường nhân. Màu vàng cửa là từ khối lập phương nguyên tố tạo thành, xuất hiện phải đột nhiên, như là Doraemon cánh cửa thần kỳ. Kẻo kẹt. Máy tính màn hình truyền ra tay cầm cái cửa chuyển động thanh âm, ngay sau đó, cửa từ từ mở ra, một cái thu nhỏ người từ trong cửa đi tới. Đây là một cái tướng mạo người kỳ lạ, mọc ra một đôi chuột mít cây lỗ tai, không phát, vô mi, không mũi, chỉ có một đôi chiếm đi bộ mặt một phần ba diện tích con mắt, cùng một tấm chiều dài gần như muốn vượt ngang cả khuôn mặt miệng. Chỉnh thể xuống tới chỉ có đen trắng hai loại nhan sắc, kia lỗ tai, cùng trong hốc mắt bất quy tắc rung rung mắt châu tử, cho người ta một loại người máy dế vu. Là cái này. Pe. Pe hiện thân về sau, tiện tay biến ra một tấm bản, trên đó viết, ta điều tra, Siêu cấp Mario người chơi thông quan trong ghi chép cũng không có ngươi. Đương nhiên không có, là chỉ tiến hành qua máy rời hình thức, cũng không có đi chuyên môn trang web bên trên đăng ký ID, tự nhiên sẽ không lưu lại thông quan ghi chép, dù sao hắn lực lượng 10 phần, dù sao hắn là hộp băng trò chơi trung thực người chơi. Là thao tác con chuột, sáng tạo một cái cuốn sổ, ở bên trong đánh chữ, ta là kim giới thiệu đến, có việc muốn nhờ. Pe to như vậy trong hốc mắt mắt châu tử trên dưới trái phải đông đưa, chỗ cầm trên bảng hiệu chữ bị trống rỗng lau đi, chuyển thành ngươi nói thẳng ra, ta nghe được. La Vi hơi sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, là màn ảnh máy vi tính một thể cơ bên trong microphone thiết bị, có thể bắt giữ thanh âm của hắn, sau đó truyền thâu cho Pe. Chẳng cần biết ngươi là ai giới thiệu, sau 10 phút, ta nếu là tại thông quan trong ghi chép tìm không thấy ngươi tồn tại, tự gánh lấy hậu quả. Pe trên bản hiệu chữ lại lần nữa chuyển đổi, ngữ khí trở nên rất không khách khí. Một câu kia tự gánh lấy hậu quả, từ trong miệng hắn nói ra, xác thực rất có lực uy hiếp tối thiểu nhằm vào la linh nhà bảo tàng mà nói là có. La không nói gì, mở ra siêu cấp Mario ghi chép trang web, nhanh nhất thông quan thời gian là 4 phút 59 giây 07, thông qua người chơi ID là Kim, mà cái thứ hai thông quan thời gian là 4 phút 59 giây 08, chênh lệch gần như không thể kế, ID là Pe. Liên quan tới siêu cấp Mario nhanh chóng thông quan thể nghiệm, hắn ở địa cầu lúc là có kêu chiến qua, nhanh nhất thông quan ghi chép là 4 phút 59 giây đúng. Lúc ấy, hắn vì sáng tạo cái này ghi chép, tốn không biết bao nhiêu thời gian mà địa cầu nhanh nhất người chơi thông quan ghi chép là 4 phút 57 giây 69. Có điều, hắn đoạn thời gian trước nếm thử chơi đến mấy lần, đã đem thông quan ghi chép phá đến 4 phút 57 giây cả, khả năng cùng hắn biến lợi hại thân thể tính cân đối cùng suy nghĩ nháy mắt lực bộc phát có quan hệ. Ta nhìn thấy La mở ra siêu cấp Mario trang web, trên bản hiệu đã biến thành đếm ngược tính theo thời gian. Hắn cho La thập phút thời gian, nói cách khác, La nhiều lắm là chỉ có một lần trò chơi cơ hội, nếu là phá không được ghi chép, như vậy hắn cũng mặc kệ La có phải là kim giới thiệu đến, hắn sẽ lấy thế xét đánh lôi đình phá hủy đi la linh nhà bảo tàng. Phá kỷ lục, chính là một cái khởi đầu tốt. La tại trong lòng lặng yên suy nghĩ, tìm ra tay cầm, tiếp vào máy tính, lập tức ấn mở trò chơi quá trình, bắn ra một cái đưa vào ID không cha. La. Đưa vào ID về sau, La liền bắt đầu siêu cấp Mario trò chơi. Siêu cấp Mario, là một cái hoành bản tránh đi chướng ngại cùng quái vật trò chơi, chủ tuyến là chạy qua từng cái địa đồ, cuối cùng đánh bại bốt cứu công chúa. Muốn tại 5 phút đồng hồ thông quan trò chơi này, chọn định lộ tuyến cùng đường tắt nhất định phải là giống nhau như đúc, từ xếp hạng trước trăm thông quan ghi chép đến xem, thứ nhất cùng thứ 100 trên lệch cũng mới 3 giây trái phải. Chọn lựa lộ tuyến cùng đường tắt giống nhau là điểm giống nhau một trong, ngoài ra còn có mấy điểm, theo thứ tự là không ăn đạo cụ, tránh đi quái vật, toàn bộ hành trình duy trì xung kích tốc độ. Toàn bộ trò chơi quá trình xuống tới, chỉ có một nơi cần dừng lại một chút, sau đó tránh đi quái vật, mà có thể hay không đổi mới ghi chép, liền ở chỗ nơi này. Kim sở dĩ là nhanh như vậy thông quan ghi chép, chỉ sợ là ở đây áp dụng một loại nào đó ứng đối. Ta bắt đầu. La nắm hảo thủ chui, đối máy tính giao diện bên trong pe nói. Pe trầm mặt, mắt châu tử chuyển qua một bên, hiển nhiên là đang chú ý la cửa số trò chơi. Nương theo lấy êm tai mở màn âm nhạc, la điều khiển lên nhân vật trò chơi, bắt đầu vĩnh viễn không thôi chạy, cao nhảy, ép nhảy, quay thân nhảy, các loại nhảy vọt kỹ xảo bị hắn dùng ra, nhẹ nhõm chạy qua cửa thứ nhất. Đem la triển hiện ra kỹ xảo nhìn ở trong mắt, pe nhận định la coi như phá không được thế giới nhanh nhất ghi chép cũng có thể đem thông quan thời gian áp suất đến 5 giây bên trong, điểm này từ hắn thành thạo nhảy vọt kỹ xảo cùng nắm bắt thời cơ liền nhìn ra được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trò chơi thời gian dài tiến hành đến 3 phút 32 giây, là nửa đường không có bất kỳ cái gì sai lầm, duy trì lấy nhanh nhất tốc độ tiến lên. Chỗ mấu chốt nhất nhanh đến đến, đó chính là 3 phân 45 giây chỗ địa phương, nên lấy phương pháp gì không dừng lại mà tránh đi con kia bay lượng rùa đen. Te cảm thấy Kim chính là ở nơi này làm cái gì, mới vượt qua hắn ghi chép, như vậy, la là hội làm thế nào? thời gian đi đến 3 phân 45 giây, sau đó Pe nhìn thấy la thao túng nhân vật trò chơi, nhảy đến từ phía sau lưng bắn tới cơ quan đạn pháo phía trên, mượn kia giảm mạnh mà gia tăng lực bắn ngược, không cần dừng lại liền vượt qua bay lượng rùa đen. Trong chớp mắt, Pe kia mắt to vành mắt bên trong toát ra hai ngôi sao. Hóa ra là dạng này. 4 phút 57 giây đúng, đây là la thông quan thời gian dài, tại trò chơi kết thúc một khắc này, hắn ghi chép xếp tới thứ nhất, đem kim ghi chép chen đến thứ hai. Đây là thời gian nhanh nhất, vô lượng la lại tiến hành bao nhiêu lần, cũng tuyệt đối không cách nào vượt qua 4 phút 57 giây đúng. Te hưng phấn sáng lên bản hiệu, trên đó viết, ta là ít mời đến nhà ta làm khách. La là vô ý thức nói, làm sao đi? Bản hiệu nội dung đổi thành, là hay không? La nhất thời ý hội, thấp giọng nói, vâng. Trong chớp mắt, một cổ niệm lực từ màn ảnh máy vi tính hiện ra tới. Truyền tống quy tắc tại thời khắc này khởi động, hiện ra đến niệm lực không có tính công kích, phụ thuộc vào la trên thân thể. Thế giới của ta. La trong đầu hiện ra bốn chữ này, ngay sau đó, thân thể của hắn hóa thành một đạo bạch quan chui vào máy tính, biến mất không thấy gì nữa. Tầm mắt tại một trận giữa bạch quan chuyển đổi, tiếp tục không đủ thời gian một giây, một cái từ khối lập phương nguyên tố tạo thành thế giới, tại La trước mắt xuất hiện. Sau đó, hắn nhìn thấy thân cao đến mình lồng ngực ít xôn. Chương 440, Cắt Lộ Cái này lấy niệm lực làm căn bản truyền tống cơ chế, lệnh La nhất xem nhớ tới Trip Island tiến vào phương thức, cả hai có hiệu quả như nhau chi diệu. Trung quanh, là một mảnh lục sắc thảo nguyên, có thể thấy được mấy cái màu trắng cừu non đi tới đi lui, thiên không là trời xanh mây trắng, đều từ khối lập phương nguyên tố tạo thành, trừ. La Kháng nhìn vẻ ngoài tướng mạo không có chút nào thay đổi ít lại đưa ra hai tay của mình nhìn một chút, hết thảy bình thường, cùng chung quanh khối lập phương thế giới không hợp nhau. Nơi này là... La Kháng lấy ít Thế giới của ta, cũng là máy tính thế giới. Ít xôn dơ tay lên, hư không nhấn, dòng số liệu tại đầu ngón tay nhảy vọt, giây phút ở giữa biến ra một bộ cái bàn ra tới mời ngồi ypso ngồi trên ghế lần này hắn không phải giơ thẻ bài mà là nói thẳng ra thanh âm nghe thiên tượng điện tử âm la văn ngôn ngồi xuống quét mắt hoàn cảnh chung quanh hứng thú dạt dào bị không hiểu thấu kéo vào máy tính thế giới bên trong hắn không kinh hoảng chút nào mà là cảm thán đọc kỳ diệu không nói kim cái kia rít ai lần trò chơi liền cái này cái gọi là máy tính thế giới cũng tương đương kỳ lạ ypso nhìn xem la cảm thán nói kim lần thứ nhất tiến đến máy tính thế giới cùng ngươi là không sai biệt lắm phản ứng có đúng không? La Xem thường, thu hồi quan sát cảnh vật chung quanh ánh mắt, nhìn xem Ipsom, Hiếu Kỳ hỏi, máy tính thế giới là ngươi dùng niệm sáng tạo ra đến. Không phải, ta chỉ có thể tại máy tính thế giới bên trong sáng lập một cái độc hữu không gian, cũng chính là nhà của ta. Ipsom lắc đầu, ngay sau đó nói ra, nếu như ngươi muốn trở thành máy tính thế giới cư dân, ta có thể giúp ngươi hoàn thành di dân thủ tục. Di dân? Không được. La vội vàng cự tuyệt, hắn cảm thấy máy tính thế giới thú vị. Nhưng hắn cũng không muốn trở thành máy tính thế giới cư dân. Thấy La cự tuyệt phải như vậy quả quyết, Ipsom cũng không có coi là chuyện đáng kể, hỏi, người mới vừa nói qua có việc muốn nhờ. La bằng nhanh nhất ghi chép thông quan siêu cấp Mario, thắng được Ipsom tôn trọng, lúc này La còn không có lần nữa đề cập, ngược lại là Ipsom chủ động sách ra. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể tại trò chơi bên trên thắng nổi ta. Ipsom đáp ứng rất sảng khoái, nhưng đưa ra điều kiện chính như Kim lời nói, muốn tại trò chơi bên trên thắng nổi hắn rõ ràng là hacker thợ săn lại đối trò chơi có siêu cao nhiệt tình cho dù là trở thành trình tự của ta viên cũng có thể sao la thuận can bên trên bò ypson nghiêng đầu một chút suy nghĩ chỉ chốc lát cự tuyệt nói ta không nghĩ công việc la văn ngôn yên lặng nếu như đây là cự tuyệt nguyên nhân kia về sau mặc kệ như thế nào đều không đùa đi không được cũng không có việc gì chỉ cần có thể bảo đảm la linh nhà bảo tàng tại vận doanh trong lúc đó có thể đề phòng tất cả mạng lưới công kích liền có thể ypson Ngươi đoạn thời gian trước tại sao phải công kích ta La Linh nhà bảo tàng La đột nhiên hỏi Hiếu kỳ íp Xôn trả lời Cũng bởi vì Hiếu kỳ La nhíu mày Từng. ngươi có thể yên tâm Ta chỉ ở ngươi trang web kia kho số liệu bên trong chạy một vòng Không có vùi sâu vào mã cóc cũng virus. rút íp Xôn nói íp Xôn hưng phấn nhảy xuống cái ghế Chân thành nói Đương nhiên, nhưng ta cũng sẽ không thua La văn ngôn cười một tiếng Hắn nhìn ra Xôn là thật siêu thích trò chơi Chỉ sợ coi như hắn thua, ít xôn vì để cho hắn bồi tiếp chơi đùa, cũng sẽ một mực cho hắn vô số cơ hội, thẳng đến có thể thắng một khắc này. La tại điều kiện bên trong, nhưng thật ra là có cho ít xôn gài bẫy. Ta đến chọn trò chơi, thế nào? La nói. Không được. Ít xôn dùng hai tay làm ra một cái ngắt lời thủ thế. Tốt a, à, vậy ngươi đến chọn. La nhún vai. Sau đó, ít xôn nói ra một cái trò chơi danh tự. Thế mà là. Gánh giết thú. Nhưng mà, cũng không phải là phổ thông hộp băng trò chơi. Hôm sau buổi sáng, Sa Bác tỉnh lại, rời giường rửa mặt, tùy ý làm bữa sáng, trực tiếp bưng đi vào khu làm việc, liền nhìn thấy la máy tính ở vào khởi động máy trạng thái. Thật là, liền máy tính cũng không có đóng. Sa Bác nhìn một chút la cửa phòng đóng chặt gian phòng, lắc đầu, đi qua đem máy tính tắt máy, về sau ngồi vào trên vị trí của mình. Hắn cầm lấy một khối sang quýt ngậm ở trong miệng, sau đó lấy ra điện thoại, cho Rin gửi đi một đầu tin nhắn. Tiểu Linh, tới chỗ nào rồi? lãnh hải trên không. Còn nhiều lâu đến biệt thành phố. Hậu thiên trạng vạn tối đi. Một phen hỏi hang ân cần về sau, sa bác để điện thoại di động xuống, bắt đầu mỗi một ngày bận rộn. Lãnh hải trên không, một chiếc phi thuyền tại trên tầng mây phương phi hành. Sarin thu hồi điện thoại, lần nữa mở sách bản nhìn lại. Ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thẳm, nhìn xuống xem xét, là mảng lớn biển mây. Tiếp qua hai ngày, phi thuyền liền sẽ đến biệt thành phố, nơi đó là thành thị cấp 1, cũng là Ohara nhà bảo tàng nơi ở, cách hữu khắc hâm thì chỉ là 6 giờ đường xe. Một bên khác, cũng có từ khác nhau địa phương tất cánh, tiến về biết thành phố rất nhiều phi thuyền. Cách Ohara nhà bảo tàng cử hành đại hội còn có không đến 5 ngày thời gian, các lộ người thu thập cùng danh lưu lấy khác biệt giao thông phương thức, hướng về biết thành phố tụ đến. Xa cách một năm rưỡi một lần nữa tập hợp lữ đoàn, cũng leo lên trong đó một chiếc phi thuyền. Khách quý nhà hàng Tây, lữ đoàn 13 người chiếm lớn nhất một cái bàn, phía trên bày đầy món ngon. Nếu như la tại nơi này, có thể nhận ra người, cũng chỉ có 11 người mà thôi, có hai cái là hắn chưa bao giờ thấy qua người. Hai cái này thành viên, là lữ đoàn bên trong số 4 cùng số 8, cũng là Crollo tại Meteo City bên trong thu nạp mà đến thành viên. 13 người, chính là Phantom trước tiêu chuẩn thấp nhất, phân biệt đại biểu cho nhện đầu cùng 12 nhánh chân. Machi khuỷu tay tựa ở trên bàn, bàn tay chống đỡ gương mặt, một cái tay khác đem lộng lấy điện thoại, từ tối hôm qua bắt đầu, nàng cho la phát mấy cái tin nhắn ngắn, toàn bộ đá chìm đáy biển, về sau nàng lại đánh mấy cái điện thoại, kết quả đều đánh không thông. Hắn bây giờ tại làm cái gì? Machi hơi ngẹo đầu, bình thường đều lấy tin điện phương thức liên hệ, có một đoạn thời gian rất dài không có chạm mặt. Nàng biết La thích đồ cổ loại hình đồ vật, lần này cần đoạt Ohara nhà bảo tàng, nàng muốn cho La chọn lựa mấy cái đáng tiền đồ cổ. Hai ngày sau, phi thuyền rơi xuống đất. Sarin ra khỏi phi thuyền, đổi xe lái về phía Ohara nhà bảo tàng. Nơi đó, là Lô Ba tư nhân sản nghiệp, mà Lô Ba phủ đệ cũng ở đó. Cách giám thưởng đại hội còn có hai ngày thời gian. Sarin đây là muốn sớm đi qua bái phỏng.